Chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện sát đồng chí, là Trương Quế Hoa, là nàng sai sử ta đi khinh nhục từ Tú Lan, hắn sắc dụ ta, dùng thân thể câu dẫn ta, ta mới giúp nàng đi làm trương nhị cẩu vẻ mặt kích động nói trương quế hoa kia đàn bà nghĩ có thể thanh bạch rõ ràng đem trách nhiệm đẩy ra nàng tưởng bở hắn trương nhị cẩu liền tính ngồi tù cũng muốn kéo lên nàng còn có một cái là mã gia thôn kêu tôn hào trương nhị cẩu tiếp tục nói tôn hào từ kiến quốc cảm thấy tên này quen thuộc khẩn hắn giống như ở đâu nghe nói qua trương nhị cẩu thấy từ kiến quốc vẻ mặt nghi hoặc hắn quay đầu tiếp tục nói từ đội trưởng tôn hào ngươi hẳn là biết đi trước đó vài ngày kia tiểu tử còn cùng ta nói từ tú lan muốn cùng hắn xử đối tượng đâu lời này vừa ra từ kiến quốc nơi nào còn không biết là ai nhưng còn không phải là mã thải lan cho hắn khuê nữ nói cái kia đối tượng sao từ kiến quốc khí cả người phát trung tưởng tượng đến hắn khuê nữ thế nhưng còn cùng người nọ đi ra ngoài một ngày liền nghỉ mà sợ còn hảo ngày đó hiếu minh cứu hắn khuê nữ bằng không hậu quả không dám tưởng tượng a à, các ngươi đi về trước đi chúng ta bên này lập tức đi trương gia thôn cùng mã gia thôn hiện giờ lưu manh tội đúng là nghiêm đánh thời điểm chuyện này không phải là nhỏ cục cảnh sát đồng chí lập tức liền phải đi trong thôn bắt người từ kiến quốc cùng từ hiếu nhân còn có trương gia thôn đội trưởng ra cục cảnh sát nhìn trương đội trưởng từ kiến quốc vẫn là cảm kích hắn có thể ra mặt làm chứng nếu là hắn thật sự bao che chính mình trong thôn người không chứng minh hắn cũng vô pháp trương đội trưởng cảm ơn ngươi có thể giúp chúng ta làm chứng còn không có ăn cơm trưa đi, chúng ta đi tiệm cơm ăn một bữa cơm đi, ta mời khách. Từ kiến quốc cười nói, trương đội trưởng vẫy vẫy tay vẽ mặt ấy nấy, từ đội trưởng nhưng đừng cảm tạ ta, ta này trong lòng thẹn đến hoảng, trương nhị cẩu là ta thôn người, là ta không có quản hảo, mới làm ngươi khuê nữ bị tội lớn. Từ kiến quốc lắc lắc đầu, không nói việc này, chúng ta đi ăn cơm đi. Từ hiếu nhân cùng trương đội trưởng, lúc này mới đi theo từ kiến quốc đi quốc doanh tiệm cơm, tới rồi tiệm cơm nội, từ kiến quốc liền mang theo hai người tìm vị trí ngồi xuống, từ kiến quốc cầm thực đơn, điểm ba chén tố mì sợi, lại điểm một phần món ăn mặn, trương đội trưởng, hiếu nhân các ngươi hai cái còn muốn cái gì? Từ kiến quốc đem thực đơn đưa qua, trương đội trưởng lắc lắc đầu, từ kiến quốc đem thực đơn đưa cho suy nghĩ phiêu xa từ hiếu nhân, hiếu nhân, xem gì đâu, ngươi còn muốn ăn cái gì sao? Từ hiếu nhân phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh lắc lắc đầu, ta không cần, cảm ơn bá phụ. Làm sao vậy, ngươi nhìn cái gì đâu, như vậy xuất thần. Từ kiến quốc đem thực đơn đưa cho người phục vụ, đầy mặt đều là tò mò. Từ hiếu nhân âm trầm một khuôn mặt, chỉ chỉ hữu phía trước một bàn người chậm rãi nói, ta đại bá một nhà, bọn họ trước đó vài ngày nói trong nhà không lương thực dư ăn, đi ông nội của ta gia mang theo một đại túi tiểu mạch, hiện giờ lại ở chỗ này thịt cá. Mỗi năm chỉ cần cây trồng vụ hè cùng thu hoạch vụ thu, ta đại bá một nhà chuẩn đi ta gia gia muốn lương thực ăn. Mỗi lần đều khóc than, nói trong nhà hài tử không đủ ăn. Hiện giờ xem ra sinh hoạt hảo đâu. Từ hiếu nhân sâu kính nói, từ kiến quốc thở dài. Mọi nhà có bổn khó niệm kinh a. Từ thừa dũng đang ở mồm to ăn cơm tẻ, lại mặc danh cảm giác có người nhìn chính mình. Hắn vừa nhấc đầu thình lình liền thấy được đang ở hắn phía trước trên bàn ngồi từ hiếu nhân cái này từ thừa dũng một khuôn mặt giống như điều sắc tề giống nhau khó coi cố tuệ nương nhìn nam nhân sững sờ bộ dáng có chút tò mò ngẩng đầu nhai thịt đầy mặt khó hiểu thừa dũng sao không hợp ăn uống không không có ta nhìn đến hiếu nhân từ thừa dũng khô cứng đến nói cố tuệ nương một bức gặp quỷ biểu tình ngươi đừng nói giỡn đây chính là quốc doanh tiệm cơm ngươi kia cháu trai có tiền tới này ăn cơm sao nói nữa vô tình bỏ được cho hắn tiền không phải nàng kinh thường dân quê, một đám không có công tác người căn bản là không có tiền hảo không, chính là hiếu nhân. Từ thừa dũng kinh hoảng nói, hắn cùng thê tử cũng không phải thường tới quốc doanh tiệm cơm, mà là nửa tháng mới đến một lần thả lỏng một chút, tháng này hắn này vừa tới, liền đụng phải cháu trai, thật là suối quẩy. Mấy ngày trước đây hắn còn hồi nhà cũ khóc than nói trong nhà không có tiền, trong nhà hài tử càng là đốn đốn ăn không đủ no, hiện giờ hiếu nhân nếu là trở về nói bậy, hắn ba mẹ phỏng chừng đều phải cùng hắn sinh khí, nhìn từ hiếu nhân từ thừa dũng rốt cuộc ngồi không yên, hướng tới từ hiếu nhân hô một tiếng, hiếu nhân, tới ăn cơm đâu? Mẹ ngươi tới không? Đại bá, ta mẹ không có tới. Từ hiếu nhân thanh lãnh thanh âm vang lên, từ kiến quốc là đưa lưng về phía từ thừa dũng, từ thừa dũng tự nhiên cũng không biết là hắn, hiếu nhân. Này không phải ngươi biểu đệ lần này khảo thí tiến bộ rất nhiều, ta và ngươi bá nương liền nghĩ cổ vũ hạ hắn, lúc này mới tới tiệm cơm, bình thường chúng ta là không có tới quá, liền lúc này đây mà thôi. Từ thừa dũng nỗ lực muốn giải thích, lại càng giải thích tâm càng hoảng, đặc biệt là nhìn từ hiếu nhân cặp kia cùng hắn nhị đệ tương tự ánh mắt, hắn tổng cảm thấy chính mình tiểu tâm tư giống như toàn bộ bị xem thấu giống nhau, trong lòng thuật đến hoảng, từ hiếu nhân gật gật đầu, không đang nói chuyện, từ kiến quốc trong mắt mang theo ý cười quay đầu nhìn thoáng qua từ thừa dũng. Từ thừa dũng liếc mắt một cái khiếp sợ, kinh hoảng nhìn từ kiến quốc kiến quốc các ngươi cùng nhau tới trấn trên ân hiếu sinh hiện tại học tập ở trong bang đệ mấy danh a từ kiến quốc có chút tò mò từ thừa dũng vẻ mặt xấu hổ hiếu sinh học tập không thế nào hảo phía trước ở trong bang đều là đếm ngược hiện giờ tiến bộ không ít đâu đến nỗi nhiều ít danh hắn không có nói từ kiến quốc không ở truy vấn mì sợi bưng lên bàn từ kiến quốc mấy người cũng không nói chuyện nữa mồm to ăn mì sợi từ thừa dũng bưng cơm tẻ ăn cũng không thơm. Cố tuệ nương có chút tức giận nhìn nam nhân, ngươi sợ cái gì, chúng ta còn không phải là ăn một bữa cơm sao, nói nữa ba mẹ không chừng cổng chúng ta cấp nhị đệ tam đệ gia bao nhiêu tiền đâu, ngươi nhị đệ muội đều mua tân xe đạp, vẫn là phượng hoàng bài. Ngươi nói nàng một nữ nhân từ đâu ra nhiều như vậy tiền, không chừng không phải ba mẹ cấp. Ngươi thiếu nói bậy, ba mẹ nơi nào có tiền cho nàng tiền mua xe đạp, phỏng chừng là nhị đệ muội bán thịt heo đến tiền bằng không chính là nhị đệ tồn tại thời điểm cho nàng tồn tiền. Hắn nhị đệ từ nhỏ chính là cái có chủ ý, nhân tính tử quái gở, nhưng lại bản lĩnh đại, tiểu nhân khi hầu hắn nhớ rõ phụ cận mất mùa, trong nhà người cũng chưa lương thực ăn cơm. Hắn nhị đệ chính mình một người trộn đạo chạy tới trong núi đầu, khi đó hắn mới 10 tuổi đi, chính mình một người cả người là huyết, không biết từ chỗ nào tìm kiếm tới rồi một đống khoai lang đỏ, tự mình đem quần áo xé thành một cái một cái, đem khoai lang đỏ cột vào cùng nhau, một người liền móc treo lăng đến hơn phân nửa đêm cấp mang về da, nhà. nhà bọn họ cũng là vì những cái đó khoai lang đỏ chống đỡ ngao qua đi, không bị đói chết, hắn đến bây giờ đều quên không được, một cái 10 tuổi hài tử, đầy người là huyết, ánh mắt sắc bén, đầy người tản ra lệ khí, trên lưng cổng một đại bó khoai lang đỏ, tuy nói kia khoai lang đỏ cứu hắn mệnh, nhưng hắn từ lần đó lúc sau đối với cái này đệ đệ bắt đầu mặt danh tâm sinh sợ hãi, càng ngày càng không nghĩ tới gần hắn sau lại từ thừa diên càng là đem vô tình cấp cưới, từ thừa dũng liền càng là chán ghét cái này đệ đệ, cảm giác hắn chính là cố ý nhục nhã chính mình, mới đem vô tình cưới. Đương hắn năm nay nghe được từ thừa diên ly thế tin tức, hắn không có khó chịu, ngược lại còn có chút nhẹ nhàng thở ra cảm giác, thậm chí có chút nhảy nhót, từ kiến quốc mấy người ăn cơm, liền cùng từ thừa dũng cáo biệt, nhìn đến từ kiến quốc mấy người rời đi, cố tuệ nương nhịn không được nói thầm lên, thừa dũng, Ngươi nói từ kiến quốc sao lại cùng hiếu nhân đi cùng một chỗ, lúc trước hiếu nhân cùng hoa quế ly hôn, không phải đều không thế nào lui tới, hiện giờ sao còn cùng nhau ăn cơm đâu, xem bộ dáng này quan hệ còn có thân cận không ít à. Từ thừa dũng cũng kỳ quái, nhưng từ kiến quốc luôn luôn như thế, đối ai đều là một bức hòa khí bộ dáng, ngươi quản nhiều như vậy làm gì, chúng ta quá hảo chúng ta nhật tử không phải được rồi, ta nhị đệ mùi một nữ nhân, hiện giờ không có nam nhân, nhật tử khổ đâu ngươi yên tâm ngươi về sau nhật tử khẳng định sẽ càng ngày càng so nàng tốt cố tuệ nương tiểu tâm tư từ thừa dũng sờ đến rõ ràng còn không phải là sợ vô tình có một ngày quá so nàng hảo sao nữ nhân chính là phiền toái thích đua đòi cố tuệ nương cười cười điều này cũng đúng vô tình một nữ nhân tiểu học cũng chưa thượng xong có thể có gì tiền đồ nàng nhìn nhìn ở nàng đối diện ngồi tiểu nhi tử vẻ mặt bất đắc dĩ hiếu sinh ngươi cấp mẹ tranh khẩu khí hảo hảo đọc sách ngươi nhìn xem ngươi nhị thẩm gia còn có ngươi tiểu thẩm gia hài tử, cái nào có thể cùng ngươi giống nhau đi đọc sách a? À, bọn họ liền đọc sách tiền cũng chưa, mẹ vất vả như vậy cùng ngươi đọc sách, ngươi nhưng đến cho ta khảo cái đại học, đến lúc đó ngươi nhị thẩm tam thẩm còn không được đem ngươi phủng. Mẹ, là ngươi tưởng bị phủng đi. Từ hiếu sinh không kiên nhẫn nói, tiếp theo hai ba khẩu liền cầm chén đồ ăn ăn xong rồi, cầm lấy cặp sách liền nói, ta đi đi học. Ai, ngươi không ăn, Cố tuệ nương sốt ruột hỏi câu, từ hiếu sinh đã chạy không ảnh, cái nào là trương quế hoa, chúng ta là tây trần trấn cảnh sát, có người nói ngươi tham dự chỉ huy kinh nhục nữ tính, thỉnh cùng chúng ta đi một chuyến. Trương quế hoa chính ngồi sổn trên mặt đất đang ăn cơm, trương mẫu một đám người ngồi ở trước bàn, đột nhiên vọt vào tới một đống cảnh sát, này nhưng đem đại gia hỏa sợ hãi, trương mẫu càng là sợ hãi trốn đến nam nhân phía sau, nghe được cảnh sát tìm trương quế hoa, nàng vội vàng chỉ chỉ trên mặt đất ngồi xổm ăn cơm khuê nữ nói, nàng chính là Trương Quế Hoa, nàng phạm gì sự, sẽ không liên lụy đến người nhà đi. Cảnh sát đồng chí lắc lắc đầu, Trương Quế Hoa vẻ mặt sợ hãi, ta không có tham dự, các ngươi không thể bắt ta. Trương Mẫu cùng Trương Phụ nghe được không liên lụy người nhà nhẹ nhàng thở ra, trơ mắt nhìn Trương Quế Hoa bị mang đi, một câu cũng chưa nói. Trương Quế Hoa cùng Trương Nhị Cẩu liên tiếp bị mang đi, Trương Gia Thôn người một đám đều tò mò mà thực nhìn đến trương đội trưởng trở về, một đám tất cả đều vây quanh qua đi, đội trưởng, nhị cẩu cùng hoa quế đây là phạm vào gì sự A. À? Chúng ta nghe nói cùng từ gia loan đội trưởng có quan hệ, là nhị cẩu kinh nhục từ gia đội trưởng khuê nữ sao. Một đám đều tò mò mà thực, trương đội trưởng sắc mặt đen nhánh, nhìn đại gia lạnh lùng nói, bịa đặt chính là muốn vào cục cảnh sát, các ngươi lại nói hưu nói vượng. Tiểu tâm từ Gia Loan đội trưởng tới đưa các ngươi đi cục cảnh sát. Lời này vừa ra, trong đám người một mảnh yên tĩnh, từ gia loan đội trưởng như vậy lợi hại, bọn họ cũng không dám, nhìn đến đám người rốt cuộc an tĩnh, Trương đội trưởng lúc này mới chuẩn bị về nhà, mới vừa đi vài bước, nhị cậu ba cùng nhị cậu mẹ liền vọt ra, nhìn Trương đội trưởng trực tiếp giận hô, "Đội trưởng, ngươi vì cái gì muốn giúp đỡ người ngoài hại chúng ta gia nhị cậu, nay cái ngươi cần thiết cho chúng ta hai vợ chồng một cái cách nói, ta liền như vậy một cái nghi tử, hiện giờ ở Đại Lao ai cho chúng ta dưỡng lão, ngươi cần thiết bồi chúng ta một cái nhi tử. Nhị cậu mẹ, ngươi mặt sao lớn như vậy đâu, nhà các ngươi nhị cậu mấy năm nay nếu không phải đội trưởng chăm sóc, phỏng chừng đã sớm đi vào, chính mình không biết hảo hảo quản giáo hài tử, hiện tại có mặt trách người khác. Một cái lão phụ nhân nói, tiếp theo một cái phụ nhân đi theo nói, này cảnh sát đem nhà các ngươi nhị cậu bắt lại chính là đối, cả ngày gì cũng không làm, liền biết trộn đồ vật, chúng ta trong thôn phỏng chừng đều bị nhà các ngươi nhị cẩu trộn cái biên đi. Bắt lại xứng đáng. Ngươi đánh rắm, ngươi cái chết đàn bà nói hô nói vượng, ta muốn xé lạ ngươi miệng. Nhị cẩu mẹ bị mấy người nói khí thẳng dậm chân, trương đội trưởng khí đỉnh đầu bốc khói, nhìn nhị cẩu mẹ phẫn nộ hô, nhị cẩu mẹ, ngươi sao hồ nháo liền đi theo nhị cẩu lăn ra chúng ta trương gia thôn, chúng ta trương gia thôn êm đẹp, đều là bởi vì các ngươi một mẫu cứt chuột hỏng rồi chúng ta thôn không khí hiện tại nhân gia vừa nói đi trương gia thôn liền biết chúng ta thôn có cái trương nhị cẩu gì cũng không làm liền biết trộn đồ vật nhị cẩu ba nhìn đến đội trưởng là thật sự sinh khí vội vàng kéo lại tức phụ vẻ mặt cười làm lành đội trưởng ta tức phụ không hiểu chuyện ta đây liền trở về hảo hảo quản giáo nàng ngươi nhưng đừng cùng nàng một cái nữ tắc nhân gia so đo trương đội trưởng hừ lạnh một tiếng liền rời đi đám người thấy đội trưởng đi rồi tiếp theo cũng đều tản ra nhị cẩu ba lôi kéo tức phụ trở về nhà, nhị cẩu mẹ còn có không phục, nhưng cùng bị đuổi ra thôn so, nàng càng sợ hãi bị đuổi đi, sợ tới mức cũng cấm im tiếng, mã gia thôn, từ cùng từ tú lan không được việc, tôn hào liền trong lòng một vạn cái phúc khí, một cái không có trong sạch cô nương, cũng dám cùng chính mình cáo kỉnh, thật là không biết trời cao đất rộng, tôn mẫu nhìn nhi tử có chút sinh khí, ngươi không phải nói chuyện này trăm phần trăm có thể thành sao. Ngươi này số tuổi đã không nhỏ, nhân gia cùng ngươi giống nhau đại hài tử đều có ngươi liền không thể làm mẹ tỉnh điểm tâm ngươi nói một chút ngươi làm gì sự ta là thiếu ngươi ăn vẫn là thiếu ngươi hoa ngươi ở nhân gia cô nương trước mặt như vậy hung ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần ở nhân gia cô nương trước mặt thu liễm điểm tính tình liền tính không như ý cũng muốn chờ kết hôn lại nói a à. tôn hào có chút bực bội gãi gãi đầu mẹ ngươi ít nói điểm việc này lòng ta biết như thế nào làm ngươi cứ yên tâm hảo khi cô nương ta khẳng định có thể thu phục ngươi liền ở nhà chờ ta tin tức tốt đi tôn hào nói xong liền ra cửa chân trước tôn hào mới vừa đi sau lưng cảnh sát liền tới rồi tôn mẫu đang ở trong viện đóng đế giày nhìn đến một đống cảnh sát vọt vào tới sợ tới mức tay một run run châm trực tiếp rác ở ngón tay thượng bất chấp đau nàng vội vàng đứng lên nhìn trong viện cảnh sát hỏi cảnh sát đồng chí các ngươi tìm ai tôn hào ở nhà không chúng ta là tây trần trấn cảnh sát chúng ta đến mang hắn đi cảnh sát mở miệng nói tôn mẫu chạy nhanh lắc đầu ta nhi tử không ở nhà cảnh sát vừa nghe để lại hai người canh giữ ở tôn gia còn lại người đè nặng trương quế hoa liền rời đi tôn mẫu nhìn tại đây không đi cảnh sát trong lòng gấp đến độ muốn chết nàng còn nghĩ cảnh sát đi rồi liền chạy nhanh tìm nhi tử hỏi rõ ràng làm hắn chạy nhanh đào tẩu cái này xong đời cảnh sát một lưu chính là một buổi trưa năm giờ rưỡi thời điểm tôn phụ mang theo hai cái nhi tử tan tầm trở về còn chưa tới cửa liền nghe được cách vách hàng xóm nói trong nhà có cảnh sát tôn phụ hoảng loạn liền chạy nhanh chạy về trong nhà tới rồi cửa liền nhìn đến thê tử hướng chính mình phất tay tôn phụ cho rằng thê tử kêu chính mình đi vào liền hướng tới sân đi đến tới rồi trong viện hắn vẻ mặt tò mò cảnh sát đồng chí các ngươi tìm ai a à? tìm ta tiểu nhi tử đâu tôn mẫu sốt ruột nói trong lòng chờ đợi nhi tử cũng không nên trở về. Tôn Phụ vẽ mặt giật mình, nhìn cảnh sát nói, các ngươi có phải hay không lầm, nhà của chúng ta nhi tử luôn luôn thành thật thực, không có khả năng chơi lưu manh. Cảnh sát đồng chí bên trong có một nữ tính, đối với nữ hài tử bị khinh nhục càng là đồng tình, hiện giờ trong lòng càng là đồng tình kia nữ hài khẩn, nghe được Tôn Phụ nói, mỗi cái sắc mặt tốt, ngươi nhi tử lão không thành thật, này đến đưa tới cục cảnh sát thẩm vấn một phen mới có thể xác nhận tôn phụ đứng ở trong viện trong lòng lại là không một chút tin tưởng con của hắn hắn khẳng định rõ ràng cả ngày đi theo trương gia thôn tên du thủ du thực pha trộn ở bên nhau thật đúng là khả năng làm ra loại sự tình này cấp một bên đại nhi tử đưa mắt ra hiệu công phụ ý bảo hắn đi ra ngoài thủ tiểu nhi tử đừng làm cho hắn đã trở lại tôn lão đại có chút sợ hãi do dự một phen đứng dậy cảnh sát đồng chí ta còn có cái gì quên ở trong đất ta hiện tại đi ra ngoài lấy một chút tôn phụ cùng tôn mẫu vẽ mặt chờ mong không thể đi ra ngoài chờ đến tôn hào trở về mới được tôn phụ sắc mặt nháy mắt rủ xuống tôn mẫu càng là gấp đến độ xoay quanh trong lòng chờ đợi nàng nghi tử ngàn vạn không cần trở về tôn hào đi từ gia loan không dám trực tiếp tìm từ tú lan hắn ở từ tú lan gia phụ cận tìm cái góc ngồi xổm đi xuống liên tiếp mấy cái giờ tôn hào cũng chưa nhìn đến từ tú lan trong lòng không khỏi có chút bực bội ngón tay không ngừng lôi kéo trên cây lá cây tử, liền ở hắn đứng dậy phải đi thời điểm, quay người lại liền thấy được dẫn theo rổ hướng trong nhà đuổi đến từ Tú Lan, hắn tức khắc vui vẻ, hướng tới từ Tú Lan bay nhanh chạy qua đi, Tôn Hào, ngươi muốn làm gì? Từ Tú Lan nhìn đến hắn trong lòng chính là cách ứng, nhanh chóng hướng tới bên kia đi đến, Tôn Hào khẩn che ở nàng trước người, nàng hướng tả đi, hắn đi theo cũng cùng nhau, ngươi muốn làm gì? Từ tú lan đem rổ che ở chính mình trước người, khẩn trương hề hề nhìn tôn hào, tôn hào nhìn đến nàng sợ hãi, trong lòng không khỏi sản khoái, liền điểm này can đảm, còn dám cự tuyệt chính mình, thật là không biết tốt xấu, từ tú lan, ta muốn làm gì ngươi không biết sao. Ta tưởng cùng ngươi xử đối tượng. Tôn hào vẽ mặt tùy tiện tươi cười, ngón tay trực tiếp đáp ở từ tú lan trên vai, từ tú lan bản năng một phen mở ra tôn hào tay, gân cổ lên lớn tiếng hô lên, mẹ mẹ cứu ta. Tôn Hồng ở trong sân uy trong nhà gà mái và thức ăn, nghe được thanh âm, bưng gà chậu cơm chạy ra tới. Tôn Hào thầm mắng một tiếng, trực tiếp cất bước liền chạy, nhảy tranh muốn chết, dám khi dễ ta khuê nữ, ngươi cái không biết xấu hổ tiểu tạp chủng. Tôn Hồng hùng hùng hổ hổ chạy qua đi, Tú Lan, hắn không đem ngươi sao tích đi. Không có việc gì, mẹ. Từ Tú Lan cười nói, Tôn Hồng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo khuê nữ tay trở về nhà hai mẹ con vừa đến gia từ kiến quốc đi theo cũng trở về nhà tới rồi trong nhà hắn chính là vẻ mặt phẫn nộ trương nhị cẩu bị bắt lại này cũng coi như là hắn trừng phạt đúng tội kia trương quế hoa đâu tôn hồng sốt ruột hỏi từ kiến quốc lắc lắc đầu trương quế hoa có thể hay không xác nhận tội danh còn không xác định liền xem nàng cung khai không được còn có tôn hào kia vương bác đảng kia tiểu tử thế nhưng cũng tham dự trong đó liền loại này mặt hàng, Mã Thải Lan còn dám nói cho hắn khuê nữ, nhìn mắt thê tử, từ kiến quốc nổi giận đùng đùng nói, về sau thiếu cùng Mã Thải Lan tiếp xúc, thứ gì, khi tôn hào ta hỏi thăm qua chính là cái du thủ du thực. Giống nhau làm mai đều là dựa theo môn đăng hộ đối, hắn tốt xấu cũng là cái đội trưởng, nói nữa hắn khuê nữ không khờ không ngốc, Mã Thải Lan cho hắn khuê nữ nói cái như vậy cá nhân, đây là xem thường bọn họ vẫn là sao tích. Hắn cái này đội trưởng Mã Thải Lan là không xem ở trong mắt, không có việc gì cho hắn thêm này đổ, kia hắn cũng sẽ không làm Mã Thải Lan hảo quá. Tôn Hồng xem nam nhân như vậy sinh khí, trực giác đến còn có mặt khác sự, sao hồi sự, trương nhị cẩu không phải bị bắt, ngươi sao còn như vậy sinh khí. Từ kiến quốc hừ lạnh một tiếng, thật cẩn thận nhìn mắt khuê nữ, lúc này mới nói, Tú Lan nói ngày đó bắt cốc nàng có hai người, trong đó liền có Tôn Hào, việc hôn nhân này may mắn không thành, nếu là thành chúng ta tú lan đây là gã cho người nào tôn hồng sắc mặt nháy mắt trắng bệt mã thải lan tiện nhân này này cấp chúng ta tú lan nói gì nhân gia a kiến quốc về sau chúng ta đội mệt nhất sống đều an bài cho bọn hắn gia từ kiến quốc gật gật đầu vừa vặn trong khoảng thời gian này xem heo lão trương sinh bệnh khiến cho mã thải lan đi thu thập heo qua đi tôn hồng gật gật đầu kia địa phương không cấm dơ còn thối hoắc nhất khiến người mệt mỏi giống nhau đều là thành phần không hảo đến mới đi làm, hiện giờ cấp mã Thái Lan làm càng tốt, nói tốt việc này, Tôn Hồng lập tức nhìn về phía khuê nữ, Tú Lan, kia Tôn Hào khẳng định cũng sẽ bị cảnh sát bắt lấy, ngươi không cần lo lắng, có ta và ngươi ba ở, về sau không có người dám thương tổn ngươi. Từ Tú Lan nhẹ giọng lên tiếng, những việc này ở trong lòng nàng lâu như vậy, nàng đã sớm tưởng khai, hiếu nhân cũng không chê chính mình, nàng trong lòng là một chút lo lắng cũng không có, ba mẹ, ta không có việc gì các ngươi không cần lo lắng cho ta từ tú lan cười nói tôn hồng thấy thế lúc này mới nhẹ nhàng thở ra bên kia tôn hào không có trực tiếp về nhà hắn chạy sau khi đi liền đi tìm trương nhị cẩu nghĩ trương nhị cẩu có thể cho chính mình ra cái chủ ý một cái phá thân mình nữ nhân nếu không phải xem ở nàng ba là đội trưởng trong nhà có điểm tiền nàng lớn lên lại không tồi hắn còn không hiếm lạ cùng nàng kết hôn đâu tôn hào hừ tiểu khúc tới rồi trương gia thôn thẳng đến trương nhị cẩu ra đi nhị cẩu ngươi ở nhà không tôn hào duỗi đầu nhìn mắt trương nhị cẩu ra sân trương mẫu ngẩng đầu nhìn đến tôn hào tức khắc trừng thẳng đôi mắt tôn hào ngươi như thế nào còn tại đây nhà của chúng ta nhị cẩu bị bắt được cục cảnh sát ngươi cho ta nói chuyện này ngươi tham dự không gì gì sự a à? tôn hào đầy mặt hoảng hốt trương nhị cẩu bị bắt được cục cảnh sát không phải là từ tú lan kia sự kiện đi Tưởng tượng đến này Tôn Hào khẩn trương cái trán tất cả đều là mồ hôi, lòng bàn tay cũng mạo mồ hôi. Trương Mẫu sờ soạn một phen nước mắt, Tôn Hào, ngươi có phải hay không cùng nhị cẩu cùng nhau khi dễ nhân gia cô nương? Lời này vừa ra, Tôn Hào sắc mặt nháy mắt trắng bệt, cất bước liền hướng tới trong nhà chạy tới, xong đời, Trương Nhị Cẩu khẳng định sẽ đem hắn cũng cung ra tới, hắn đến chạy nhanh về nhà lấy điểm tiền đào tẩu, Tôn Hào để lại cái tâm nhãn, đi đến trong thôn thời điểm phá lệ cẩn thận, hắn không dám trực tiếp tiến trong nhà, mà là khắp nơi lưu lại. Tôn gia tôn mẫu ở nhà ngồi không được, sắc trời ám xuống dưới, cảnh sát mới vừa đi, nàng liền chạy nhanh cũng chạy đi ra ngoài, đứng ở trong thôn khắp nơi tìm kiếm nhi tử thân ảnh. Lúc này nhìn đến nhi tử thân ảnh, miễn bàn nhiều kích động, hào tử, chạy nhanh cùng mẹ về nhà đi. Tôn hào nhìn đến mẹ nó nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đi theo nàng phía sau, mẹ, trong nhà không gì sự đi. Có việc, hào tử ngươi cùng mẹ nói, ngươi có phải hay không cùng nhị cẩu khi dễ từ gia loan khuê nữ, nay cái cảnh sát ở nhà chờ ngươi một buổi trưa. Tôn mẫu tràn đầy sốt ruột nói, tôn hào không dám giấu giếm, biểu tình hạ xuống nói, mẹ, ngươi cho ta điểm tiền, ta ở nhà là ở không nổi nữa, ta muốn đi ra ngoài, ta không nghĩ ngồi tù. Ngươi thật sự làm, ngươi cái tiểu tử thúi, ngươi lá gan sao lớn như vậy a? À? Tôn mẫu nước mắt xôn xao theo khóe mắt chảy xuống dưới, duỗi tay liền hướng tới nhi tử trên lưng đánh một chút, tôn hào ăn đau một tiếng, không nói gì, mùa hạ, đúng là nóng bức thời điểm, mặt trời chói chang trên cao, ngồi ở trong viện cái gì cũng không làm, là có thể nhiệt mồ hôi đầy đầu, vô tình ngồi ở trong viện quạt cây quạt, trong lòng lại hoài niệm khởi thế kỷ 21 quạt cùng điều hòa, lão đại tức phụ, trong nhà không phải còn có một ít đậu xanh sao, ngươi cấp nấu, lạnh lúc sau cấp hiếu nghĩa mấy cái đưa đi trong đất uống, lý mai nghe được lập tức đứng dậy đi phòng bếp Tỷ, ở nhà không đại môn bị gõ vang tiếp theo một người mặc màu xanh biển áo trên màu đen quần một thân mụn vá phụ nhân mang theo một cái tiểu nam hài đi rồi lên vô tình nghe được thanh âm lập tức đứng lên ký ức bay nhanh tìm tòi một phen cười đứng lên tinh tinh ngươi sao tới trong nhà không vội không vội vô tinh nói xong vẻ mặt khiếp sợ Tỷ, nhà các ngươi gì thời điểm trái phòng ở a ta nhớ rõ lần trước tới còn không có cái đâu, lúc này mới bao lâu a? À? ta vừa mới cũng chưa dám gõ cửa, này phòng ở cái thật là đẹp mắt, này vẫn là hai tầng lâu nhà lầu nột. Ân, lần trước trời mưa phòng ở mưa dột, liền cấp may lại. Vô tình chậm rãi nói, tiếp theo tiếp đón hai người ngồi xuống, lục hướng đông ngồi xuống sau liền bắt đầu không thành thật, tả nhìn xem hữu nhìn xem, ánh mắt ở trong sân không ngừng đánh giá. Vô Tinh nhìn đến nàng tỷ tinh thần trạng thái tốt đẹp lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến hiếu nhân tức phụ, nàng tò mò hỏi, "Tỷ, Hoa Quế đâu, sao không gặp nàng a, không phải là xuống đất làm việc đi đi, ta nhớ rõ nàng không phải mau sinh." Vô Tinh nói xong đi hướng phòng bếp, nhìn đến trong phòng bếp là Lý Mai, nàng càng là tò mò, "Tiểu gì?" Lý Mai ngẩng đầu hô thanh, "Hiếu nhân cùng Hoa Quế ly hôn." Vô Tinh nhàn nhạt nói, Vô Tinh vẻ mặt kinh ngạc lập tức chạy tới vô tình bên cạnh, sốt ruột dò hỏi lên, tỷ, em đẹp hai người sao ly hôn. Vô tình vẽ mặt đen nhánh, Trương Quế Hoa trong bụng hài tử căn bản không phải chúng ta gia hiếu nhân. Thiệt hay giả? Vu tình có chút không tin, từ tuyết hoa từ trong phòng đi ra, thở phì phì nói, thật sự, Trương Quế Hoa chính mình đều thừa nhận, không biết xấu hổ nữ nhân. Vô tình nhìn đến từ tuyết hoa ra tới, trên mặt lập tức vui vẻ, nàng cùng vô tình thân cận, đánh tiểu liền nghe vô tình nói, đối với vô tình sủng ái nhất khuê nữ, vô tình cũng là yêu ai yêu cả đường đi, nhìn đến nàng ra tới, trên mặt tươi cười liền không ngừng, tuyết hoa, lại đây, tiểu gì cho ngươi mua tân dây buộc tóc, mang lên nhìn xem đẹp hay không đẹp. Vô tình vẫy vẫy tay, tuyết hoa lập tức vui mừng chạy qua đi, duỗi tay tiếp được nàng truyền đạt dây buộc tóc, hướng hai cái bánh quai chèo biện thượng một trói, nhìn phá lệ tinh thần, cảm ơn tiểu gì tuyết hoa cười hì hì nói vu tinh ha ha cười tiếp theo chuyện vừa chuyển nhìn về phía vu tình tỷ hiếu nhân hiện giờ ly hôn này về sau làm sao hắn còn nhỏ đâu ngươi không được lại cho hắn tìm cái tức phụ liền nàng tỷ gia hiện tại điều kiện hai tầng nhà lầu đều có còn sầu cấp hiếu nhân cưới vợ tiểu gì ta ca cùng tú lan tỷ hòa hảo tuyết hoa hỉ khí dương dương nói nàng vẫn là thích tú lan tỷ ôm nhu còn có tri thức không giống trương quế hoa lớn lên cao lớn thô kệch, còn ít kỷ thèm ăn. Tú Lan, chính là các ngươi đội trưởng gia khuê nữ. Vu Tinh có chút tò mò, Vu Tình gật gật đầu, chính là nàng. Ta trước cái đi nhà hắn đem hiếu nhân cùng kia cô nương hôn sự định ra. Kia khá tốt. Vu Tinh cười nói, tiếp theo nghĩ đến nay cái chính sự, nàng vẽ mặt ý cười, tỷ, hiếu minh này năm sau liền 17 tuổi, này số tuổi cũng không nhỏ đi, cũng tới rồi nên kết hôn niên cấp, ta nay cái tới chính là tưởng cho ngươi làm mai việc hôn nhân. Vu Tinh vừa dứt lời hạ, đại môn lại lần nữa bị gõ vang, một cái lão phụ nhân cười hì hì đã đi tới, nhìn Vu Tình tràn đầy ý cười, thừa duyên tức phụ, ở nhà đâu, vị này chính là Ta là nàng muội muội. Vu Tinh nói, khi lão phụ nhân hướng về phía nàng cười, tiếp theo nhìn về phía Vu Tình, thừa duyên tức phụ, ta nghe nói nhà các ngươi hiếu nhân ly hôn vô tình nhìn vị này lão phụ nhân sửng sốt một chút xả ra cái tươi cười này phụ nhân nàng biết là cái chuyên nghiệp bà mối này hiếu nhân vừa mới ly hôn nàng đã có thể đã biết thật đúng là tin tức linh thông a trương đại nương ngồi nói đi vô tình cầm cái ghế đưa qua trương đại nương tiếp nhận ghế ngồi xuống nhìn vô tình gia phòng ở tràn đầy khiếp sợ các nàng tây trần trấn phụ cận mấy chục cái thôn này hai tầng nhà lầu nhà ở nàng vẫn là lần đầu tiên thấy này từ gia thật đúng là phát đạt, này nhà ngói hai tầng lâu, nhưng không được vài trăm đồng tiền đâu, thừa duyên tức phụ, ta lần này tới cũng liền nói thẳng, nhà các ngươi hiếu nghĩa là ta cấp nói tức phụ, kia tính tình bộ dáng không đến chọn đi, ta này cái tới chính là xem các ngươi gia hiếu nhân ly hôn, nghĩ cho hắn làm mai việc hôn nhân. Trương Đại Nương, này, nhà của chúng ta hiếu nhân đã đem hôn sự định ra. Vô tình vẽ mặt khó xử, trương bà mối rõ ràng là có bị mà đến, nghe được nàng nói đến xuống cũng không chút hoang mang thừa duyên tức phụ không phải ta cố ý châm ngòi a à, nhà các ngươi điều kiện bãi tại đây đâu này nông gia hộ nhà ai có thể có nhà các ngươi phòng ở khí phái tuy nói hiếu nhân từng ly hôn nhưng không có hài tử a à, này lại nói cái đầu hôn không phải gì vấn đề ngươi đến xuống kia hộ nhân gia là các ngươi thôn đội trưởng gia đi ta chính là nghe nói kia cô nương thân mình đã không sạch sẽ các ngươi nếu là cưới nàng kia cùng cưới cái nhị hôn có gì bất đồng vô Tinh vẻ mặt mơ hồ nhìn về phía Vu tình tỷ này ý gì tú lan nha đầu từng gã cho người trương bà mối tiếp thanh nói không phải từng gã chồng là không có trong sạch nói là bị người cưỡng gian nhưng như vậy nhiều cô nương vì sao chỉ cần tìm kia từ tú lan một cây làm chẳng nên non nói trắng ra là vẫn là kia cô nương cũng không phải gì thứ tốt ta cũng không sợ đắc tội kia từ đội trưởng ta chính là có một nói một thừa duyên tức phụ ngươi cần phải nghĩ kỹ a à vô tình nguyên bản còn nghĩ uyển chuyển điểm cự tuyệt trương bà mối, rốt cuộc nàng bà mối một trương miệng, cũng không thể dễ dàng đắc tội, nhà nàng lão tam còn chưa làm mai đâu, hiện giờ nghe xong lời này nàng trong lòng tất cả đều là không mừng, cái gì kêu một cây làm chẳng nên non, hóa ra việc này còn quái tú lan kia nha đầu, nhân gia em đẹp chiêu ai chọc ai, thế nhưng còn bị người nói như vậy, vô tình đều phải khí tạc, tức giận nhìn mắt trương bà mối, trương đại nương, chuyện này ngươi nhọc lòng, bất quá hiếu nhân cùng Tú Lan hai người là lưỡng tình tương duyệt, nếu hai cái tiểu nhân cũng chưa nói gì, ta cũng liền không gì ý kiến, phiền toái đại nương tới một chuyến, nhà của chúng ta hiếu nhân không cần phải nói hôn. Vô tình nói đứng dậy liền phải tiễn khách, trương bà mối sắc mặt tức khắc có chút khó coi, nàng là coi trọng từ gia, mới đến các nàng gia làm mai đâu, người bình thường gia, cái nào không phải thỉnh nàng làm mai, đều nói từ gia có tiền, nàng nơi này nửa ngày, liền đem hạt dưa cũng không chiếm được, còn phải bị đuổi ra đi. Thừa Diên tức phụ, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, ta nếu là ra cái này môn, liền sẽ không ở quản nhà các ngươi sự. Lão đại tức phụ, tiễn khách. Vu tình hôn một tiếng, Lý Mai lập tức từ phòng bếp chạy ra tới, nhìn trương bà mối nhỏ giọng nói, trương nải nải, hiếu nhân này việc hôn nhân khá tốt. Trương bà mối bị chạy tới cửa, khí cái mũi thở hỗn hển, hừ lạnh một tiếng, còn không phải là có vạch trần tiền, thần khí cái gì, thật là không biết tốt xấu. Tỷ, người đây chính là đem trương bà mối đắc tội. Vô tình có chút sốt ruột, vô tình không chút nào để ý, đắc tội liền đắc tội đi, liền trương bà mối loại này ý tưởng, không biết yếu hại nhiều ít cô nương đâu, rõ ràng là một ít lưu manh chính mình không biết xấu hổ, sau đó động oai tâm tư, hiện tại quái khởi nhân gia cô nương, đó có phải hay không về sau lại có loại sự tình này vẫn là như thế, khi này đó lớn lên đơn phàm không tội cô nương, có phải hay không ra cái môn chính là sai, quả thực thái quá thực, đắc tội liền đắc tội, chẳng lẽ không có bà mối này đó nam qua tử nữ qua tử liền tiếp không được hôn, nói nữa, này bà mối nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, ly nàng, liền không có mặt khác bà mối, nhà chúng ta gì dạng mọi người đều rõ ràng, chỉ cần hài tử hảo, liền không lo cưới không đến tức phụ. Vô tình lạnh lùng nói, vô tình lần đầu tiên thấy nàng tỷ lập tức nói ra nhiều như vậy đạo lý lớn, trong khoảng thời gian ngắn có chút sững sờ, tỷ, ngươi thay đổi thật nhiều. Cái gì? Ta, ta thay đổi, nơi nào thay đổi? Vô tình cho rằng nàng muốn phát hiện chính mình thay đổi tim, trong lòng có chút khẩn trương, vô tình cười hắc hắc, tỷ, ta cảm giác ngươi biến lợi hại rất nhiều. Vô tình nhẹ nhàng thở ra, ta có thể bất biến sao? Ngươi tỷ phu hiện giờ không có, lớn như vậy toàn gia toàn dựa này ta chính mình, ta nếu là không lợi hại điểm, không chừng cái nào liền tưởng khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ đâu. Từ tuyết hoa ở một bên thẳng thắng bối, chính là, ta ba mới vừa đi thời điểm, cách vách hoa đại nương liền tới khi dễ ta mẹ, còn đã thương ta mẹ, nếu không phải ta gia gia nải nải tới, chúng ta đều phải bị đánh. Gì, nàng thế nhưng khi dễ mẹ ngươi, ta hiện tại liền đi thay ta tỷ báo thù đi. Vô tình nói vén tay áo liền phải lao ra đi, vô tình vội vàng giữ nàng lại, được rồi, kia sự kiện cách vách cũng không chiếm tiện nghi hiện tại cũng không dám tới trong nhà náo loạn đừng phản ứng các nàng vô tình hướng tới trên mặt đất phun ra nước bọt thầm mắng vài tiếng cách vách lúc này mới ngừng bước chân mẹ chè đậu xanh nấu hảo lý mai ra phòng bếp vô tình đi trong phòng cầm đường trắng đưa cho lý mai phóng điểm đường trắng đem canh phóng lạnh cho bọn hắn đưa đi lý mai tiếp nhận đường trắng liền hướng canh thêm chút vô tình ra phòng bếp tiếp tục nghe vô Tinh nói chuyện, nhắc tới Hiếu Minh kết hôn sự, vô Tình cự tuyệt, ta tính toán quá xong nghĩ hè liền đưa Hiếu Minh đi đọc sách, kết hôn sự không vội, hiện tại không thể so trước kia, kết hôn có thể trễ chút tới. Đọc sách. vô Tinh nhíu nhíu mày, hiện tại đi có thể hay không quá muộn, Hiếu Minh đều phải 17, làm hắn đi đọc sơ trung, có thể hay không số tuổi quá lớn. Sẽ không. Hiện tại đại học mới khôi phục mấy năm Hai ba mươi tuổi đều có thi đại học, Hiếu Minh mới mười bảy, vậy càng thêm có thể khảo. Nói nữa Hiếu Minh còn có chút cơ sở trong người, đọc một năm sơ trung, là có thể dựa cao trung. Chè đậu xanh phóng lạnh, Lý Mai vừa mới chuẩn bị đi đưa canh, Hạo Viễn tiếng khóc liền từ phòng trong truyền đến. Ngươi đi xem Hạo Viễn, ta đi đưa canh. Vô tình từ nàng trong tay tiếp nhận chè đậu xanh, sách theo liền phải xuống ruộng. Từ tuyết hoa thấy thế tiếp nhận nàng trong tay một cái khát rổ, mẹ, ta và ngươi cùng đi đi tinh tinh ngươi cùng hướng đông ở nhà chờ ta đợi lát nữa liền trở về vô tình nói xong mang theo từ tuyết hoa ra cửa hai người ước chừng đi rồi bảy tám phần chung liền đến trong đất từ hiếu nghĩa huynh để ba người chính ngồi xổm bà trung ương làm này sống đại thái dương chiếu lên trên người tất cả đều là mồ hôi hiếu nghĩa hiếu nhân hiếu minh khác lại đây uống nước từ tuyết hoa đi theo hô đại ca nhị ca tam ca đại tẩu cho các ngươi nấu chè đậu xanh uống từ hiếu nghĩa tam huynh đệ nghe được thanh âm liền chạy nhanh chạy qua đi vô tình nhìn ba người đầy mặt đỏ bừng một thân mồ hôi có chút đau lòng vội vàng cấp ba người một người thịnh một chén chè đậu xanh từ hiếu minh tiếp nhận chè đậu xanh một chén uống tiếng ti hảo ngọt a à. từ hiếu nhân bưng chè đậu xanh uống một ngụm nhìn nhìn một bên nhà gỗ nhỏ có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nhìn về phía vô tình mẹ ta tưởng cấp tú lan đoan qua đi uống điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa bị rải đầy đất cẩu lương vô tình chạy nhanh xua tay, đi thôi, đi thôi. Từ hiếu nhân được khẳng định, bưng chè đậu xanh thủy liền chạy vào nhà gỗ nội, tuyết hoa, đem ngươi gia nải cũng hô qua tới uống nước, như vậy nhiệt thiên, uống điểm chè đậu xanh giải giải khác. Vô tình nói, từ tuyết hoa liền hướng tới từ lão đầu bên kia chạy tới, gia nải, ta mẹ làm ta đại tẩu nấu chè đậu xanh, các ngươi cũng qua đi uống một chén đi. Từ tuyết hoa đi qua đi nói, từ lão đầu duỗi tay lau mồ hôi trên trán mang theo bạn già hướng tới vô tình bên kia đi đến. Ba người mới vừa đi, một bên từ lan trân đáy mắt hiện lên một tia ghen ghét, dựa vào cái gì từ tuyết hoa liền như vậy được sủng ái, ở nhà gì cũng không cần làm. Ông trời nếu đều làm chính mình trọng sinh, vì cái gì chưa cho nàng một cái tốt quy túc, vì cái gì là chạy tới tô đại hoa khuê nữ trong thân thể, mà không phải từ tuyết hoa trong thân thể. Nếu là nàng có thể trọng sinh đến vô tình gia, có phải hay không nàng liền cũng có thể gì cũng không làm càng muốn từ Lan Trân liền càng sinh khí. Này đều tới gần một tháng, nàng hiện tại liền trương kế đông mặt cũng không có nhìn thấy, càng miễn bàn có thể cho trương kế đông một ít lương thực. Hiện giờ trương kế đông nhật tử đúng là nhất khổ thời điểm, nàng còn nghe nói trương kế đông gia gia gần nhất sinh bệnh, vì xem bệnh, trương kế đông càng là đem mới vừa phân lương thực cấp bán. Khi từ tuyết hoa có phải hay không chính là lúc này cứu trương kế đông, nàng đời trước nhớ rõ từ tuyết hoa là ở một cái ngày mưa cứu trương kế đông, này ngày nắng, vì thời điểm trời mưa a à, từ lan trân nhìn một vòng cũng không tìm được tuổi trẻ trương kế đông không khỏi có chút nhục chí sờ sờ khô nứt khóe miệng từ lan trân miệng khô lưỡi khô liếm liếm khóe miệng mẹ ngươi còn có thủy không a à, ta khác cô đại hoa nghe thế thanh âm liền mắt trợn trắng uống 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 ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia liền biết uống không thủy đều bị ngươi uống hết vô tình không phải mang theo một xô nước sao ngươi cầm cái chai đi muốn chút thủy tới làm ta cũng uống điểm câu mạnh miệng liếm liếm khô cứng đến miệng vẻ mặt sốt ruột từ lan trân có chút do dự nhưng nại không dừng miệng khác a à, nàng này sẽ đều phải khác đã chết cầm ly nước nàng liền một đường chạy chậm qua đi tới rồi trước mặt vẻ mặt ngượng ngùng thím ngươi có thể cho ta cũng thịnh một chén nước uống sao từ tuyết hoa vẻ mặt cự tuyệt mẹ không cần cho nàng uống nước nàng lần trước còn đánh ta vô tình nguyên bản tay một đốn nhớ tới là lần trước đánh nhau thời điểm từ lan trân tức giận đến muốn chết trên mặt lại là một bức đáng thương hề hề bộ dáng từ lão thái có chút mềm lòng nhìn mắt vô tình nói lão nhị gia đều là tiểu hài tử liền cấp lan trân thịnh một ít đi lan trân vô tình lập tức một thân đề phòng thử nói tên này dễ nghe cái ly cho ta đi từ lan trân vẻ mặt kinh hỉ vội vàng đem cái ly đưa qua từ tuyết hoa lại là vẻ mặt không phục tiểu đan Ngươi tên này sao thay đổi? Mẹ ngươi cho ngươi đổi. Vu tình hỏi, từ Lan Trân lắc lắc đầu, đắc ý vào dạt nói, không phải, ta chính mình đổi, ta cảm thấy dễ nghe liền dùng cái này, thím ngươi cũng cảm thấy dễ nghe. Ân, lại là rất dễ nghe. Vu tình thất thần nói, từ Lan Trân càng là cao hứng, trực giác đến ông trời sẽ không làm việc, với thím đều cảm thấy chính mình tên này dễ nghe, nàng nếu có thể cấp với thím làm khuê nữ thì tốt rồi vô tình cấp từ lan trân thịnh một ly chè đậu xanh tiếp theo đưa cho từ lan trân từ lan trân tiếp nhận cái ly ngoan ngoãn nói thanh tạ ông cái ly liền rời đi vô tình lại là trong lòng càng thêm hồ nghi từ lan trân tên này là trùng hợp vẫn là nữ chủ trọng sinh tới nàng trong lòng càng tin tưởng người sau rốt cuộc không có người sẽ vô duyên vô cớ khởi tên này muốn thật là nữ chủ tới kia nàng nhưng đến trốn tránh điểm rốt cuộc nữ chủ nam chủ gì đó đều là có thiên đạo bảo hộ nàng một cái tiểu nhược kê cũng không dám cùng thiên đạo đối kháng một thùng chè đậu xanh thực mau cũng chỉ thấy thấp từ lão đầu uống xong rồi thủy tiếp tục hướng tới trong đất đi đến làm việc từ lão thái nhìn mắt vô tình nói đã nhiều ngày có không ít người tìm ta hỏi thăm hiếu minh hôn sự ngươi tính thế nào vô tình không nghĩ tới nhanh như vậy nhìn mắt từ lão thái vẻ mặt nghiêm mặt nói ta tính toán làm hiếu minh cùng tuyết hoa quá xong nghỉ hè đi đọc sách hôn sự liền chờ vãng mấy năm lại nói từ lão thái nghe được đọc sách đáy mắt có chút mạo quang hành, việc này ta nghe ngươi. Đọc sách hảo A, đọc sách mới có thể có tiền đồ, các nàng gia lão đại còn không phải là đi đọc sách, mới có thể thành chính thức công, còn cưới trấn trên tức phụ, từ lão thái xoay người tiếp tục đi làm việc, vô tình sách theo thùng không mang theo từ tuyết hoa chuẩn bị trở về, đi đến nửa đường, hai người liền đụng phải nên diện mà đến một cái nam tử, nam tử bộ dáng đoan chính, một đôi mày kiếm hạ lại là một đôi thon dài mắt đào hoa, tràn ngập nhu tình, làm người một không cẩn thận liền sẽ luân hãm đi vào khả năng bởi vì tâm tình duyên cớ này đôi mắt trung mang theo một tia u buồn thím trương kế đông nhìn đến vô tình chào hỏi vô tình gật gật đầu khả năng nàng xem qua đời trước nguyên chủ một nhà tao ngộ cho nên đối với nam chủ không gì hảo cảm nhưng thật ra từ tuyết hoa nhìn đến trương kế đông vẻ mặt ngượng ngùng tránh ở vô tình bên cạnh không dám nhìn thẳng trương kế đông ánh mắt vẫn luôn chờ đến trương kế đông người đi xa từ tuyết hoa mới bình phục tim đập vô tình lại là ở trong lòng nổi lên đại đại cảnh giác nhìn tiểu nha đầu bộ dáng rõ ràng là xuân tâm manh động bất quá không thể không thừa nhận quả nhiên là nam chủ bộ dáng lại là là không tồi cũng khó trách nha đầu này sẽ thích bất quá nếu nàng tới trở thành tuyết hoa mẫu thân nàng nhất định phải ngăn lại nha đầu này tiểu tâm tư tuyết hoa ngươi thích trương kế đông từ tuyết hoa khiếp sợ lập tức lắc đầu phủ nhận mẹ ta ta không có không có liền hảo, Trương Kế Đông không thích hợp ngươi, hơn nữa quá đoạn nhật tử ngươi liền đi trường học đi học, ngươi bây giờ còn nhỏ, phải hảo hảo học tập mới là chính sự. Vu Tình khuyên, từ Tuyết Hoa vội vàng gật đầu, nàng cũng không biết chính mình có thích hay không Trương Kế Đông, chỉ là cảm thấy nhìn đến chính hắn liền sẽ ngượng ngùng, hơn nữa tim đập da tốc, nàng cảm thấy hẳn là thích, hơn nữa Xuân Mai nói, Trương Kế Đông là các nàng trong thôn lớn lên soái nhất nam tử chỉ có nàng mới có thể xứng đôi kế đông ca, mẹ, ta khẳng định sẽ không yêu sớm, ngươi cứ yên tâm hảo. Từ tuyết hoa bảo đảm nói, vô tình lúc này mới yên tâm, hai người không bao lâu liền đến trong nhà, vô tình đang ở trong viện ngồi, lục hướng đông nhìn đến trong viện thỏ con, chính tò mò ngồi sổn một lung trước, treo đùa thỏ con, hà diệp cầm một phen cỏ xanh đưa cho lục hướng đông, lục hướng đông tiếp nhận cỏ xanh liên quan xuống tay cùng nhau vói vào lồng sắt, thỏ con nhìn đến rau xanh liền hai mắt mạo quan ăn lên. Hà Diệp duỗi tay cũng tưởng uy thỏ con ăn đồ ăn, lại một phen bị lục hướng đông cấp đẩy đến ở trên mặt đất, cút ngay. Lục hướng đông vẻ mặt không vui, Hà Diệp bị đẩy ngã trên mặt đất, trực tiếp khái đến một khối hòn đá nhỏ bên trên, cánh tay thượng nháy mắt phá da, tẩm ra vài giọt huyết tích ra tới. Hà Diệp, có đau hay không? Vô tình đi vào sân liền thấy được một màn này, khí trực tiếp đem thùng gỗ ném xuống đất, vội vàng bế lên trên mặt đất Hà Diệp, Vô tinh cũng thấy được một màn này, nếu là Dĩ Vãn nàng khẳng định coi như tiểu hài tử đùa giỡn, cười đi qua, dù sao nàng tỷ tỷ cũng sẽ không quản Hà Diệp chết sống, hiện giờ nàng tỷ như vậy khẩn trương Hà Diệp, này thoạt nhìn có điểm không bình thường a, à? Vô tinh chạy tới, đi theo cũng là vẻ mặt lo lắng, nhìn đến Vô Tình biểu tình một chút cũng không giả dối, tức khắc ám đạo xong đời, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nghi tử, hung ba ba trách cứ nói, Lục Hướng Đông Ngươi làm gì đâu, làm gì đẩy ngươi chất nữ, chạy nhanh cấp Hà Diệp xin lỗi. Lục hướng đông nhìn mắt Hà Diệp, ngạo khí nâng đầu, trên cao nhìn xuống nhìn Hà Diệp lắc lắc đầu, ta không cần. Vô tình ôm Hà Diệp chạy nhanh ôm tới rồi trên ghế, ngay sau đó mang sang một chậu nước trong, đem Hà Diệp miệng vết thương thượng hòn đá nhỏ cùng thổ tiết cấp trà lau sạch sẽ. Tiếp theo lại về phòng tử lấy ra trầy da dược, thật cẩn thận cấp Hà Diệp xoa xoa, Lý Mai đi theo một bên nhìn trong lòng tất cả đều là cảm động. Hà Diệp nhìn đến vô tình như vậy hoảng loạn, chịu đựng đau nhỏ giọng nói, nãy nãy, ta không đau. Nói bậy, đều đổ máu có thể không đau. Vô tình cấp Hà Diệp sát xong dược, sắc mặt không tốt nhìn về phía lục hướng đông, hướng đông, vì cái gì khi dễ Hà Diệp. Mẹ, tiểu hài tử chơi đùa, không có việc gì. Lý Mai có chút sợ hãi nói, vô tình trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhìn về phía lục hướng đông. Vô tinh lúc này mới ý thức được nàng tỷ tỷ là thật sự sinh khí, lập tức nhìn về phía nhi tử nổi giận đùng đùng nói, chạy nhanh cấp Hà Diệp xin lỗi. Lục hướng đông có chút ủy khuất, ngày thường tới gì cả gia, hắn cũng khi dễ Hà Diệp, mọi người đều không có hung chính mình, hiện giờ gì cả hung hắn, mẹ nó sao cũng hung hắn, ngay cả biểu tỷ hiện giờ cũng là hướng về Hà Diệp, ô ô ô ô ô ô, ta không cần, các ngươi đều không thích ta. Lục hướng đông lôi kéo giọng khóc kêu lên vô tình đầu nháy mắt bị hắn xảo ong ong, Hà Diệp chạy nhanh nói, nãy nãy, ta không có việc gì, hướng đông thúc ngươi đừng khóc, ta không cần ngươi xin lỗi. Lục hướng đông nghe xong lời này, lập tức ngừng tiếng khóc, duỗi tay xoa xoa nước mắt, khục khịch nhìn về phía vô tình, vô tình lại là nhìn về phía vô tình, tỷ, hướng đông biết sai rồi. Sai nào? Vô tình lạnh giọng chất vấn, vô tình chạy nhanh lôi kéo nhi tử, chạy nhanh, ngươi gì cả hỏi ngươi đâu. Lục hướng đông không cảm thấy có sai, chỉ cảm thấy gì cả thay đổi, ấp úng cái nửa ngày, gì cũng chưa nói ra tới. Vô tinh lập tức trách cứ nói, ngươi không nên khi dễ ngươi chất nữ, nàng so ngươi tiểu, ngươi hẳn là nhường nàng điểm, biết không? Vô tình đánh gãy vô tinh nói, nhìn về phía lục hướng đông hỏi, hướng đông, ngươi vì cái gì đẩy hà dịp? Nàng, nàng ngại chuyện của ta, ta đang ở uy con thỏ, nàng chạy tới quấy rầy ta lục hướng đông nói nâng lên đầu rất là có nắm chắc đối là hà diệp quấy rầy hắn bằng không hắn có thể sinh khí vô tình hắc mặt tiếp tục hỏi lục hướng đông này con thỏ là hà diệp nàng uy chính mình con thỏ nơi nào ngại đến chuyện của ngươi ngươi biết ngươi sai ở đâu một ngươi đoạt hà diệp con thỏ nhị ngươi còn đẩy hắn tam ngươi còn không biết sai này con thỏ ngươi không chuẩn lại đụng vào một chút vô tình tức giận nói ở trong lòng nàng không có trọng nam khinh nữ hơn nữa tại đây mấy tháng, nàng đối mấy cái hài tử sớm đã có cảm tình. Hiện giờ nhìn đến Hà Diệp bị khi dễ, trong lòng càng là đau lòng thực. Nải nải, ngươi đừng nóng giận. Hà Diệp ngoan ngoãn hô, trong lòng lại biết nải nải tự cấp chính mình hết giận. Lý Mai càng là vẻ mặt kích động, nàng khuê nữ nghĩ đến đều là bị khi dễ. Hiện giờ bà bà thế nhưng cấp khuê nữ thảo lý, còn giáo huấn tiểu gì gia nhi tử. Lục hướng đông miệng một dẫu, tức khắc đầy mặt vĩ khuất, trực tiếp bổ nhào vào Vu Tinh trong lòng ngực, lớn tiếng khóc lên: "Mẹ, ta phải về nhà, ta không cần lại gì cả gia, gì cả hiện tại đối ta một chút cũng không tốt, chúng ta về nhà đi." Vu Tinh đầy mặt xấu hổ chi sắc, một bên là chính mình bảo bối cục cưng, một bên là nàng thân tỷ tỷ, cái này nàng là thế khó xử, "Tỷ, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngươi liền không cần cùng hắn so đo." Vu Tinh cầu tình nói, Vu Tinh lại là không đồng ý, đúng là hắn còn nhỏ cho nên mới phải hảo hảo giáo dục, này cũng chính là ta tự mình cháu gái, nếu là con nhà người ta, nhân gia đã sớm cho các ngươi bồi tiền, hướng đông mới bao lớn, như vậy điểm liền dám đánh người, còn không xin lỗi, trưởng thành chẳng phải là còn muốn giết người. Vu Tinh vẽ mặt không tin, tỷ, nơi nào khả năng a? À? Sao không có khả năng, đối nhà mình chất nữ đều có thể ra tay tàn nhẫn, khi người ngoài chẳng phải là ác hơn tâm, ngươi hiện tại mặc kệ dạy hắn chính là dung túng hắn phạm tội ta chính là hắn gì cả ngươi mặc kệ giáo ta thế ngươi quản giáo vô tình nói xong đầy mặt nghiêm khắc nhìn về phía lục hướng đông hướng đông ngươi nào sai rồi cho ta nói rõ ràng ta ta lục hướng đông đầy mặt không biết làm sao nhìn nhìn vô tình tức giận bộ dáng chỉ có thể cúi đầu nói ta không nên khi dễ hà diệp vì cả ta biết sai rồi hà diệp thực xin lỗi Lục hướng đông buồn bực nhìn về phía Hà Diệp nói, Hà Diệp vội vàng xua tay, biểu thúc, ta tha thứ ngươi. Vô tinh thấy thế lập tức hòa giải, hướng đông, ngươi nhìn xem, ngươi chính là Hà Diệp thúc thúc, còn không có Hà Diệp hiểu chuyện đâu, nếu Hà Diệp tha thứ ngươi, ngươi liền không chuẩn ở khi dễ Hà Diệp. Lục hướng đông khuôn mặt đỏ lên, vội vàng gật gật đầu, tỷ, chúng ta đây cũng không nhiều lắm để lại, thời gian cũng không còn sớm, ta trước mang theo hướng đông đi trở về vô tin tới thời điểm là ăn qua giữa trưa cơm tới hiện tại mọi nhà nhật tử đều không hảo quá nàng tỷ còn mới vừa không có nam nhân nàng liền nghĩ cho nàng tỷ tỉ tỉnh đồ ăn liền không dám đến cọ cơm ăn chính là không tới xem nàng tỷ liếc mắt một cái nàng lại không yên tâm hiện giờ nàng tỷ gia phòng ở đều che lại còn muốn cho hiếu minh đi đi học khi nhật tử khẳng định có thể nàng cũng liền an tâm rồi vô tình nhìn nhìn canh giờ lại là không còn sớm các ngươi sao trở về đi đường trở về sao, bây giờ còn có xe bò không? Vu Tinh cười nói, chúng ta đi đường trở về là được. Vu Tinh Gia Ly từ Gia Loan cách vài cái thôn, đi đường thời gian nhưng không ngắn, không cái một canh giờ liền đến không được Gia, ở nhà ăn cơm chiều, đợi lát nữa làm Hiếu Minh lái xe tử đưa các ngươi trở về. Vu Tình trực tiếp chém đinh chặt sắt nói, Vu Tinh đánh tiểu liền sợ Vu Tình, đối nàng lời nói cũng là nói gì nghe nấy, hiện giờ cũng không dám phản bác, kia, khi hành. Này sẽ lục hướng đông phá lệ an tĩnh, cũng không dám lăn lộn, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, Lý Mai đi phòng bếp làm cơm chiều, vô tình chăm sóc Hạo Viễn, ôm hắn ở sân chơi, hiện giờ Hạo Viễn ăn ngon, dinh dưỡng đuổi kịp lúc sau, lớn lên cũng là bay nhanh, khởi điểm vô tình còn lo lắng hắn dinh dưỡng bất lương sẽ có cái gì bệnh tật, hiện giờ xem ra thân thể khỏe mạnh thực, trên mặt thịt nhiều, hàm răng cùng vóc dáng cũng đều ở trường, tiểu gia hỏa hiện tại cũng sẽ kêu người. Hạo Viễn, tới cô cô nơi này. Tuyết Hoa ngồi sổng vô tình trước người hai mét chỗ, hướng tới hắn vỗ vỗ tay, vô tình buông ra Hạo Viễn, đôi tay bày biện ở hắn hai sườn, thời khắc chuẩn bị tiếp được sẽ té ngã tiểu gia hỏa. Hạo Viễn nhìn Tuyết Hoa, liệt miệng cười cong khóe miệng, múa may tiểu nắm tay tung ta tung tăng liền chạy qua đi, mẹ, Hạo Viễn sẽ đi đường. Tuyết Hoa nhìn hướng tới chính mình bay nhanh đi tới tiểu gia hỏa kinh hô, vô tình nhìn cũng là vui mừng, theo sát ở hạo viễn phía sau, che chở tiểu gia hỏa an toàn, mãi cho đến tuyết hoa trước người, tiểu gia hỏa đi phía trước một ngưỡng, trực tiếp nhào vào tuyết hoa trong lòng ngực, tiểu gia hỏa cười khúc khích, cô, cô, cô cô. Ai? Tuyết hoa ha ha, ha cười, bế lên tiểu gia hỏa, hướng tới trên mặt hắn bẹp một ngụm, tiểu muội gặp được gì chuyện tốt, cười đến như vậy cao hứng. Từ hiếu minh trở về tò mò hỏi, từ tuyết hoa bế lên hạo viễn, khoe khoang nhìn mắt từ hiếu minh hạo viễn sẽ đi đường còn gọi ta cô cô hừ từ hiếu minh biểu môi không cho là đúng hạo viễn đã sớm sẽ kêu tiểu thúc tiểu gì từ hiếu nghĩa vào sân liền nhìn đến vu tinh nhìn đến nàng bên cạnh lục hướng đông hắn trong lòng chính là lột bột một chút lục hướng đông chỉ cần gần nhất hắn khuê nữ trên người tất mang thương sẹo từ hiếu nghĩa hướng tới hà diệp vẫy tay một cái quả nhiên cánh tay phía sau tất cả đều là hoa ngân Vô tinh nhìn đến từ hiếu nghĩa sắc mặt càng ngày càng kém, đi theo cũng có chút xấu hổ, hiếu nghĩa, đây đều là hướng đông không cẩn thận làm cho, ta và ngươi mẹ đã giáo huấn quá hướng đông. Hà Diệp lôi kéo từ hiếu nghĩa cánh tay, ba, hướng đông thúc đã cho ta xin lỗi. Thật sự, từ hiếu nghĩa có chút không tin, Hà Diệp lập tức gật đầu, thật sự, nãy nãy còn mắng hắn một đốn. Từ hiếu nghĩa lúc này mới trong lòng dễ chịu không ít, cơm chiều làm đơn giản, một nồi to cháo cùng một phần ớt cây xào trứng gà, đồ ăn bưng lên bàn thời điểm, Lục Hướng Đông trực tiếp xem thẳng đôi mắt, liều mạng nuốt nước miếng, "Mẹ, có trứng gà ăn, còn có đại bạch cơm." Vu Tinh cũng có chút kinh ngạc, nàng tỷ gia nhật tử như thế nào tốt như vậy, phía trước không phải đều nói nàng tỷ sẽ không sinh hoạt sao, này sẽ không sinh hoạt có thể ở nam nhân sau khi chết đem phòng ở cái lên, còn mua xe đạp, hiện giờ còn ăn tốt như vậy, Vu Tinh mãn đầu óc dấu chấm hỏi chẳng lẽ là tỷ phu quá có khả năng cho nàng tỷ tồn không ít tiền ta trước đó vài ngày lên núi trùng hợp đánh tam đầu lợn rừng bán không ít tiền vô tình giải nàng trong lòng nghi hoặc tỷ ngươi lên núi đánh lợn rừng đi ngươi người không có việc gì đi kia lợn rừng ngươi cũng dám đánh lá gan cũng quá lớn đi vô tinh vẻ mặt lo lắng nàng tỷ này gì nhật tử đi tuổi còn trẻ không có nam nhân này bị buộc đều đi trên núi đi săn ai vô tinh thở dài cái này vô tình đối với vô tinh hảo cảm cọ cọ bay lên, nguyên chủ người nhà một đám đều đối nguyên chủ không tồi. Nàng còn tưởng rằng vô tinh sẽ trước tò mò nàng bán bao nhiêu tiền đâu, không nghĩ tới đầu tiên là lo lắng nàng an nguy. Nàng nhìn vô tinh thần sắc mềm mại không ít, ta không có việc gì, được rồi, chạy nhanh ăn cơm, ăn xong rồi cơm hiếu minh đem các ngươi đưa trở về, ngươi hiện tại thế nào, ngươi bà bà có hay không khi dễ ngươi. Nguyên chủ trong trí nhớ, cái này muội tử nhật tử không thế nào hảo, nàng bà bà bất công đại nhi tử toàn gia, nàng đại tẩu lại không phải cái đèn cạn dầu, vô tinh không thiếu ở kia hai người trên người chịu ủy khuất, thường xuyên khóc sức mướt tìm nguyên chủ khóc lóc kể lễ, nhắc tới bà bà, vô tinh sắc mặt có chút không hảo, còn như vậy, dù sao ta cũng không phải mềm quả hồng, các nàng ai đều đừng nghĩ từ ta trên người chiếm được một tia tiện nghi. Vô tinh tính tình cũng hỗn, lợi hại thật sự, nàng bà bà đối nàng không tốt, nàng cũng liền đối bà bà không tốt, thường xuyên cùng nàng bà bà đối nghịch, so với nàng cái kia đệ muội nhật tử vẫn là không tồi. Vậy hành, nếu là ngươi bà bà lại khi dễ ngươi, ngươi liền trở về cùng ta nói, đến lúc đó chúng ta về nhà mẹ đẻ, làm ta mẹ đi tìm ngươi bà bà tính sổ. Vu tình uống lên khẩu canh nói, vu tình một bức gặp quỷ biểu tình, tỷ ngươi sao nhớ tới ta ba mẹ, ngươi không phải nói ba mẹ bất công ta đại ca cùng nhị ca sao. Nói cũng vô dụng. Nói bậy, ta đó là khí lời nói chúng ta huynh để mấy cái ba mẹ cái nào không thân vô tình nghĩ đến nguyên chủ nói liền muốn tìm cái khe đất toản lên bất quá này vô tinh cũng là cái ngốc tử nguyên chủ nói gì nàng tin gì vô tinh là không hiểu được nhà mình đại tỷ bất quá nàng nghe vô tình nói nếu đại tỷ nói đó chính là giữa trưa cơm nàng ăn sớm hiện giờ bụng đã sớm đói bụng nhìn bên cạnh cơm tẻ nàng mồm to uống lên lên một bên lục hướng đông cũng đói bụng mồm to đang ăn cơm đồ ăn ăn uống no đủ sau thỏa mãn vỗ vỗ bụng đánh cái no cách mẹ ta ăn no chờ đến vô tinh ăn xong rồi cơm vô tình làm từ hiếu minh lái xe đưa hai người trở về từ hiếu minh đã sớm mắt thèm xe đạp vừa nghe có thể lái xe đứng thẳng thân mình lập tức nghiêm túc nói mẹ ngươi yên tâm ta khẳng định sẽ đem tiểu gì cùng hướng đông an toàn đưa trở về vô tình đứng dậy đi hậu viện xe đạp ở cái này niên đại chính là đại đồ vật xe không cưỡi thời điểm vô tình cấp phóng tới hậu viện trong phòng phóng, mở cửa đem xe đẩy đến tiền viện, vô tinh nhìn mới tin xe đạp trong mắt tất cả đều là hâm mộ, yêu thích không buông tay sờ soạn vài cái, tỷ, người này xe không tiện nghi đi, đến 100 nhiều đồng tiền đi. Ân. Lục hướng đông nhìn xe cũng thích khẩn, trực tiếp bò tới rồi xe trước đòn thượng, vô tinh ngồi ở trên ghế sau, từ hiếu minh lúc này mới cưỡi xe rời đi, mấy người rời đi, từ Hiếu Nhân mới nghĩ đến hôm qua đi trấn trên ăn cơm gặp được đại bá một nhà sự, hắn đầy mặt sinh khí nói: "Mẹ, ta hôm qua đi trấn trên, Kiến Quốc bá mời chúng ta ăn cơm, ngươi đoán ta gặp được ai?" "Ai à. a?" Vô Tình tò mò hỏi, Từ Hiếu Nhân tức giận bất bình nói: "Ta thấy ta đại bá một nhà, bọn họ toàn gia tất cả đều đi tiệm ăn ăn cơm, hơn nữa tất cả đều là món ăn mặn, đại bá mới vừa cùng ông nội của ta nói trong nhà không lương thực ăn cơm." hiện giờ lại chạy đến tiệm cơm ăn cơm, bọn họ ăn nhưng đều là da da nải nải tiền mồ hôi nước mắt a, à. bọn họ như thế nào có thể làm như vậy? Từ hiếu nhân càng muốn trong lòng càng sinh khí, nếu là hắn gia nải đã biết đến nhiều thương tâm đi, vô tình cười cười, nói thẳng, ngươi sinh khí là ngươi cảm thấy ngươi gia nải không biết ngươi đại bá lừa gạt bọn họ sao. Đúng vậy, bọn họ một bên cùng gia nải nói không cơm ăn, một bên còn thịt cá. Từ hiếu nhân buồn đầu nói. Vô tình vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Ngươi a, à, ngươi thật đưa ngươi gia nãy là ngốc tử, ngươi đại bá toàn gia một đám đều là trắng trẻo mập mạp, quần áo liền cái mụn vá đều không có, liền xe đạp đều có, ngươi cảm thấy ngươi gia nãy có thể không biết hắn không có tiền." "Nhưng, ta đây gia vì sao trả lại cho ta đại bá lương thực?" Từ Hiếu Nhân buộc miệng thốt ra, nói xong hắn liền hối hận, "Mẹ, ta đã biết." Từ Hiếu Nhân thấp giọng nói, lúc này mới xoay người trở về nhà ở vô tình rửa mặt xong cũng trở về trong phòng tới rồi nhà ở nàng liền nằm ở trên giường cân nhắc khởi buổi chiều sự tình từ lan trân vẫn là trọng sinh tới mà tuyết hoa nhìn dáng vẻ đối với trương kế đông vẫn là có hảo cảm đó có phải hay không bản thuyết minh trung sự tình là vô pháp thay đổi khi nàng như thế nào xuyên qua tới không được tuyết hoa tuyệt đối không thể cùng trương kế đông ở bên nhau đến nỗi nam nữ chủ nàng không thể trêu vào còn trốn không nổi sao nếu ông trời làm nàng xuyên qua lại đây kia khẳng định không phải vì làm nàng đi theo cũng pháo hôi đi, nàng là một cái sống sờ sờ người, cũng không phải là thư trung tùy ý bài bố nhân vật, vô tình ngày kế tỉnh lại đã là buổi sáng, mấy ngày này thời tiết càng ngày càng nhiệt, vô tình là bị nhiệt tỉnh, rời giường sau nàng liền chạy nhanh tìm tới cây quạt, không ngừng quạt gió mát mau một chút. Bờ rờ Mẹ, ngươi tỉnh Từ tuyết hoa mấy ngày nay mỗi ngày đều sớm rời giường, bắt đầu ôn tập phía trước công khóa từ hiếu minh ban ngày làm việc buổi tối cùng buổi sáng học tập vì đi trường học không mất mặt hắn tính toán đem công khóa đều cấp học tập đến lúc đó có thể trực tiếp thi đại học tốt nhất bằng không hắn một cái đại tiểu tử đi cùng một đống tiểu thí hài ở bên nhau kia đều ném chết người vô tình ngáp một cái rửa mặt xoát nha mới ngồi vào trên chỗ ngồi cơm sáng ăn xong bắt đầu làm việc bắt đầu làm việc thu thập việc nhà thu thập việc nhà từ tuyết hoa ở trong sân đọc sách vô tình tính toán về phòng tử cửa liền truyền đến tiếng đập cửa, nàng nhìn mắt tuyết hoa, ý bảo nàng tiếp tục đọc sách, nàng đứng dậy đi đến cổng lớn, mở cửa liền nhìn đến một cái ước chừng 14 5 tuổi tiểu cô nương, làn da hơi có chút hắt, trát hai cái bánh quai chèo biện, nhìn đến vô tình tiểu cô nương rõ ràng sửng sốt, tiếp theo có chút thẹn thùng nói, thím, tuyết hoa ở nhà không, ta tới tìm nàng. Từ tuyết hoa nghe được thanh âm, lập tức kiềm chế không được chạy tới, nhìn nàng vẻ mặt hưng phấn, xuân mai tỷ ngươi sao tới, ta ở nhà học tập đâu? Tuyết Hoa, ta tìm ngươi có chút việc. Từ Xuân Mai nói chớp chớp mắt, từ Tuyết Hoa thấy thế lập tức đã biết sao lại thế này, nhìn mắt vô tình nói, mẹ, ta cùng Xuân Mai tỷ nói điểm sự, đợi lát nữa liền đã trở lại. Từ Tuyết Hoa nói xong lôi kéo từ Xuân Mai liền rời đi, vô tình thấy hai người chạy đi ra ngoài, trong lòng có chút lo lắng, từ đã biết từ Lan Trân cũng tới, nàng này trong lòng liền có chút sợ hãi, sợ hãi các nàng một nhà còn sẽ dựa theo thư Trung Quốc chuyện đi xuống đi. Từ tuyết hoa cùng từ Xuân Mai chạy đi ra ngoài, hai người trực tiếp đi đi thông sau núi rừng cây nhỏ. Tới rồi lúc sau, từ Xuân Mai vẻ mặt phẫn nộ, nhìn tuyết hoa tức giận nói, tuyết hoa, không hảo, kế đông ca phải bị người khác đoạt đi rồi. Từ tuyết hoa nghe xong lời này lập tức bưng kính từ Xuân Mai miệng, đầy mặt đỏ bừng nói, Xuân Mai tỷ lời này cũng không thể liền nói, ta cùng kế đông ca cái gì quan hệ đều không có hắn cùng ai ở bên nhau cùng ta cũng không có quan hệ a à. chuyện này ngươi đừng nói nữa vạn nhất truyền ra đi đối ta thanh danh nhưng không tốt từ xuân mai không nghĩ tới những lời này thế nhưng có thể từ miệng nàng nói ra không mừng trung mang theo một tia hoài nghi từ tuyết hoa đây là có ý tứ gì tuyết hoa ngươi phía trước không phải nói thích trương kế đông sao như thế nào ngươi hiện tại không thích từ tuyết hoa lắc lắc đầu không phải Ta, ta cũng không biết ta thích hắn không." Từ Xuân Mai nhẹ nhàng thở ra, liền biết nha đầu này khẳng định sẽ không thay đổi đến nhanh như vậy, nàng cười trêu ghẹo nói, "Ngươi nha, chính là khẩu thị tâm phi, rõ ràng thích kế Đông ca lại không thừa nhận, ngươi mỗi lần nhìn thấy hắn liền mặt đỏ, khẩn trương muốn chết, không phải thích là gì, hơn nữa phóng nhãn nhìn lại, chúng ta này phụ cận cũng liền Trương kế Đông có thể xứng thượng ngươi. Ngươi lớn lên xinh đẹp, còn thượng quá học" nhà các ngươi còn có tiền hiện giờ càng là che lại nhà mới mua xe mới tử ngươi nói một chút ngươi nhiều ưu tú đi từ xuân mai không ngừng vuốt môn ngựa từ tuyết hoa bị khen có chút lân lân trên mặt tươi cười căn bản liền không ngừng xuân mai tỷ ta nơi nào có như vậy hảo nhân gia trong thị trấn cô nương cái nào không thể so ta hảo ta cũng liền ở trong thôn có thể lấy đến ra tay tuyết hoa khiêm tốn nói từ xuân mai lại là đáy mắt hiện lên một tia ghen ghét lấy lòng nói vậy ngươi cũng so chúng ta trong thôn cô nương đều phải hảo xuân mai tỷ ngươi tìm ta rốt cuộc gì sự a à? từ tuyết hoa có chút tò mò từ xuân mai lúc này mới chậm rãi nói kế đông gia gia sinh bệnh mấy ngày nay cũng chưa bắt đầu làm việc kế đông ca ở nhà vẫn luôn chiếu cố hắn gia gia vì cho hắn gia gia xem bệnh càng là đem trong nhà lương thực đều bán mấy ngày nay ngươi là không thấy kế đông ca cả người đều tiều tụy không ít từ tuyết hoa đầy mặt khó hiểu từ xuân mai có chút sinh khí, nha đầu này là du một đầu đi. Tuyết hoa, ngươi nếu là lúc này có thể dưới sự trợ giúp kế đông ca, y kế đông ca như vậy hiếu thuận người, hắn khẳng định sẽ nhớ ngươi cả đời hảo, ngươi cần phải nắm chắc hảo thời cơ, nhưng đừng bị người khác chui chỗ trống, kế đông ca bộ dáng đoan chính, thích hắn cô nương cũng không ít, nhưng ta cảm thấy vẫn là ngươi có thể cùng hắn xứng đôi. Từ Xuân Mai không ngừng gõ từ tuyết hoa, hy vọng nàng có thể chạy nhanh lấy ra tiền đi trợ giúp trương kế đông từ tuyết hoa có chút do dự trương kế đông xác thật lớn lên đẹp nàng cũng có một chút thích chính là nàng mẹ không cho phép nàng yêu sớm a à, tuyết hoa chẳng lẽ ngươi muốn gặp chết không cứu sao kế đông ca hiện giờ liền cơm đều ăn không được ngươi liền giúp giúp hắn đi từ xuân mai đầy mặt cấp sắc tuyết hoa vẻ mặt khó xử xuân mai ta như thế nào giúp kế đông ca a à? nhà của chúng ta lương thực đều là ta mẹ quản đâu ta căn bản là không giúp được A. À. Ngươi lấy tiền A, à, ngươi ngày thường không phải có không ít tiền tiêu vặt sao, ngươi cho ta tiền, ta cầm đi cấp kế đông ca, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ ghi nhớ ngươi này phân ân tình. Tuyết hoa, chúng ta trong thôn liền ngươi tâm địa thiện lương, liền tính ngươi không thích kế đông, ngươi cũng sẽ giúp hắn đúng hay không? Từ Xuân Mai vẻ mặt kích động chi sắc. Từ tuyết hoa có chút mềm lòng, nhìn nhìn từ Xuân Mai, ở trong túi sờ soạn một phen tìm đến một khối tiền. Xuân Mai, này tiền ngươi cầm đi trợ giúp kế Đông Ca đi, ta đi về trước, bằng không ta mẹ nên sốt ruột." Tuyết Hoa nói xong xoay người liền hướng tới trong nhà chạy tới, từ Xuân Mai nhìn trong tay một khối tiền, có chút ghét bỏ, từ Tuyết Hoa như thế nào nhỏ mọn như vậy, các nàng gia liền phòng ở không nháy mắt liền che lại, xe càng là mua Phượng Hoàng bài, trong nhà như vậy có tiền, liền lấy ra một khối tiền tới, từ Xuân Mai khí thẳng dậm chân, nghĩ đến Trương kế Đông tình huống hiện tại, nàng nắm chặt này một khối tiền bay nhanh hướng tới heo lều chạy tới, tới rồi heo lều cửa, từ Xuân Mai dừng bước chân, nhẹ nhàng loát một chút tóc, lại cẩn thận vỗ vỗ quần áo, lúc này mới hướng tới heo lều đi đến, mới vừa đi tiếng heo lều, từ Xuân Mai liền thấy được chính ngồi sổng heo qua sạn phân mã Thái Lan, nàng thần sắc căng thẳng, muốn lui ra ngoài lại chậm một bước, Xuân Mai, ngươi sao tới này? Ngươi tới làm gì đâu? Mã Thái Lan bóp mũi chịu đựng ghê tởm nói, Đại Nương, ta tới tìm trương kế đông có chút việc. Từ Xuân Mai nói có chút chột dạ, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng Mã Thải Lan đôi mắt, Mã Thải Lan trừng lớn con ngươi, trong mắt tất cả đều là bác quái chi sắc, từ Xuân Mai số tuổi cùng trương kế đông sấp xỉ, nông gia hài tử vốn là kết hôn sớm, hai người này số tuổi ở nàng xem ra kết hôn vừa vặn, bất quá từ Xuân Mai cha mẹ chính là thế lực mắt thực, có thể đồng ý Xuân Mai gả cho trương kế đông, Xuân Mai, đại nương biết, ai nha ngươi chạy nhanh vào đi thôi, kế đông ở trong phòng đâu? Mã Thải Lan nhiệt tình nói, hoàn toàn đã quên chính mình đang ở heo qua trạng huống. Từ Xuân Mai thần sắc cứng đờ, nhìn Mã Thải Lan chạy nhanh giải thích nói, Đại Nương, ta cùng kế đông ca căn bản là không có gì quan hệ, ta là chịu người chi thác tới hỗ trợ đưa vài thứ. Mã Thải Lan cười ngâm ngâm gật gật đầu, trong lòng lại là một chút cũng không tin. Từ Xuân Mai có chút ảo não, quay đầu liền đi tới nhà ở cửa, thật cẩn thận gõ gõ môn, kế đông ca, ở phòng không trong phòng truyền đến một thân cô đơn thanh âm ta ở vào đi từ xuân mai nghe được thanh âm trên mặt tất cả đều là ngượng ngùng chi tình lập tức vào phòng kế đông ca trương gia gia hiện tại thế nào từ xuân mai vẻ mặt quan tâm trương kế đông nhìn đến là nàng có chút kinh ngạc bình đạm nói bệnh cũ ăn dược hảo rất nhiều từ xuân mai gật gật đầu đến gần rồi trương kế đông bên cạnh vươn tay đem trong tay tiền đệ đi ra ngoài kế đông ca, đây là ta tồn tiền tiêu vặt, ngươi hiện tại so với ta càng cần nữa nó, cái này ngươi trước cầm đi, nếu là không đủ ngươi lại cùng ta nói, ta lại giúp ngươi mượn chút. Trương kế đông nhìn nàng trong tay tiền, cao mày, tiền ngươi lấy về đi thôi, ta không cần. Trương gia gia hiện tại thân thể như vậy suy yếu, đúng là yêu cầu bổ thân thể thời điểm, ngươi liền lấy trụ đi. Từ Xuân Mai nói trực tiếp đem tiền nhét vào trương kế đông trong tay tiếp theo nàng xoay người liền chạy ra sân, trương kế đông nhìn trong tay tiền, nhấp chặt miệng, nhìn chạy ra đi cô nương, trong lòng tất cả đều là cảm kích chi sắc, không nói cho hắn gia gia bổ thân thể, lần này vì cấp gia gia xem bệnh, hắn đem trong nhà lương thực toàn bán, hiện giờ ngay cả ăn cơm no đều là việc khó, hắn hôm qua từ đội trưởng gia mượn 20 cân lương thực, cũng không biết có thể căng một tháng không thể, đem tiền thu vào trong túi, trương kế đông âm thầm ở trong lòng thề, chờ đến hắn có tiền, nhất định sẽ hảo hảo báo đáp vị cô nương này. Trương kế đông cấp trương gia gia lau chùi một chút cái trán bưng thủy liền ra nhà ở. Mã Thải Lan đứng dậy vẻ mặt bác quái chi sắc, kế đông, ngươi cùng Xuân Mai ở xử đối tượng. Không có. Trương kế đông lập tức lắc lắc đầu, Mã Thải Lan biểu môi, đầy mặt không tin. Trương kế đông không phản ứng nàng, đem trong bồn thủy đảo rất lúc sau, liền vào phòng bếp bắt đầu bận việc làm cơm trưa. Mã Thải Lan nhìn nhìn thời gian không còn sớm, đứng dậy xoa xoa eo tràn đầy buồn bực, trương đại gia em đẹp sao liền sinh bệnh, hơn nữa như vậy nhiều người không tới heo lều công tác, như thế nào liền cố tình lựa chọn nàng, đội trưởng nên không phải là cố ý đi, mã thải lan từ heo oa nhảy ra tới, kết bỏ nghe thấy một chút trên người xú vị, lập tức đem trong tay quả cầu sắt cấp ném tới một bên, tiếp theo chịu đựng ghê tởm ra trương gia, mã tẩu tử, tan tầm đi trở về a Cô Tô Hoa dĩ vãng cùng Mã Thải Lan nhất muốn hảo, nếu là dĩ vãng, hai người hiện tại phỏng chừng đều sam ở bên nhau nói nhỏ. Hiện giờ tô hoa lại là có bao xa trốn rất xa, che miệng cùng cái mũi chịu đựng không dám thở dốc, thật sự là kia khí vị quá xú, ân, ta hiện tại đi trở về. Mã Thải Lan nhìn ra nàng ghét bỏ, trong lòng có chút không thoải mái, tô hoa thấy nàng phải đi, chạy nhanh đuổi kịp nàng đến bước chân hỏi, tổ tử, ngươi này em đẹp sao bị phái đến heo lều công tác, ngươi có phải hay không đắc tội đội trưởng gia? Mã Thải Lan hừ lạnh một tiếng, đắc tội, ta nào dám đắc tội đội trưởng gia A, muốn nói đắc tội, cũng chính là ta trước đoạn nhật tử cấp đội trưởng khuê nữ nói cái môi. Ngươi cấp đội trưởng khuê nữ làm mai, Tú Lan không phải cùng hiếu nhân đính xuống, nên không phải là từ hiếu nhân châm ngòi Tú Lan làm nàng ba trả thù ngươi đi. Tô Hoa vẽ mặt bừng tỉnh đại ngộ, Mã Thải Lan đôi mắt cũng sáng vài phần, còn thật có khả năng, ai, ngươi nói đều là một cái thôn, chúng ta nào biết đâu rằng bọn họ người trẻ tuổi sự ngươi cũng là hảo ý kia tiểu tử tâm nhãn cũng quá nhỏ đi cùng mẹ nó một cái dạng không có hại trả thù tâm còn cường Cô hoa nói đến này hận đến hàm răng ngứa sờ sờ tân mọc ra tới đầu tóc còn cảm thấy có chút sợ hãi mã thải lan vẽ mặt khổ sắc đại hoa ngươi nói ta sao như vậy xui xẻo a à, sao liền chiêu tới rồi gia nhân này ghi hận ta nên làm sao a à, ta tại đây heo lều thật sự là ngốc không nổi nữa bên trong thối hoắc, lại còn có dơ thật sự, ngươi nghe nghe ta trên người, nơi nơi đều là heo phân khí, đều cho ta im ngon miệng, tắm rửa cũng tẩy không tịnh. Mã Thải Lan nói liền phải giữ được nhà mình hảo tỉ muội. Tô Hoa thấy thế liên tục lui về phía sau vài bước, tẩu tử, ngươi trạm kia đừng nhúc nhích, ta có điểm chịu không nổi. Tô Hoa nói nhịn không được nôn khang vài tiếng, Mã Thải Lan tức khắc mặt đều đen, đại hoa, chúng ta chính là hảo tỉ muội a, à. ngươi liền ta đều ghét bỏ. Cô Hoa đầy mặt quỷ khuất, ta, ta này không nhịn xuống A, à, ngươi này quá xú. Đại Hoa, ngươi rốt cuộc còn giúp không giúp ta. Mã Thải Lan tức muốn học máu hỏi, giúp A, à, chính là đây là đội trưởng cho ngươi phân phối sống, chúng ta có thể có gì biện pháp, đội trưởng chúng ta là trêu chọc không dậy nổi, bất quá vô tình một nhà sao. Cô Mạnh miệng nói đáy mắt tất cả đều là đắc ý chi sắc, nàng để sát vào Mã Thải Lan bên cạnh, nhìn nhìn chung quanh không có người nhỏ giọng nói thầm lên mã thải lan nghe xong nàng lời nói đôi mắt trừng đến càng lúc càng lớn tiếp theo cẩn thận nhìn chung quanh đại hoa như vậy không hảo đi này nếu là nháo ra mạng người nhưng làm sao này có gì vô tình tính tình nhiều đanh đá ngươi lại không phải không biết những việc này đối với nàng tới nói bất quá là thêm vài phần đổ mà thôi căn bản liền sẽ không ra gì sự mã thải lan vẫn là có chút do dự nàng tuy rằng lắm mồm điểm Khá vậy biết gì nên nói gì không nên nói, nàng giống nhau nói nhân gia khuyết điểm đều là phát sinh quá, nàng lại cấp nói hoa một phen, nhưng lại không có lung tung bịa đặt quá người khác a. À, tô Hoa thấy nàng như vậy túng, trong lòng có chút sinh khí, "Tẩu tử, ngươi rốt cuộc có nguyện ý hay không? Này nếu là thật sự ra gì sự, lại không phải chỉ có chính ngươi, ta không phải cũng ở sao, ngươi sợ gì? Ngươi rốt cuộc có làm hay không? Không làm ta liền đi rồi." Tô Hoa không kiên nhẫn nói. Mã Thải Lan do dự không chừng, ta nghĩ lại đi. Tô Hoa cũng không vội, thấy nàng như vậy nói trực tiếp xoay người về nhà đi. Mã Thải Lan bị trên người xú vị huân đến khó chịu, bay nhanh chạy về trong nhà. Mới vừa tiến trong viện, Mã Thải Lan còn không có tới kịp sẽ trong phòng thay quần áo, đã bị từ Xuân Minh cấp cản lại. Hắn vẽ mặt ghét bỏ nhìn Mã Thải Lan, ngươi đừng vào nhà, ta đi cho ngươi lấy quần áo, ngươi đi trước tắm rửa một cái đi, như vậy xú còn có để đại gia ăn cơm. Mã Thải Lan bị nam nhân ghét bỏ ánh mắt thương thấu tâm, ủy khuất đứng ở trong viện, từ quốc khánh cùng từ đại chúc hai anh em đối với mẫu thân ủy khuất bỏ mặt, ngồi ở trước bàn mồm to đang ăn cơm, từ đại chúc càng là lửa cháy đổ thêm dầu, mẹ, ngươi có thể hay không đi hậu viện, ngươi này trên người quá xú, chúng ta đang ăn cơm đều khó chịu. Mã Thải Lan sắp tức giận đến nổ tung, cầm lấy giày hướng tới từ đại chúc trên đầu ném tới, ngươi cái tiểu tử thúi, lá gan lớn có phải hay không? Dám ghét bỏ mẹ ngươi Từ đại trúc ôm bát cơm bay nhanh né tránh mã Thải Lan Bất mãn biểu môi lại nhảy một câu Xoay người liền đi hậu viện Từ Xuân Minh cầm quần áo trực tiếp cho mã Thải Lan Mã Thải Lan cầm quần áo liền chạy nhanh đi tắm rửa đi Một thân xú vị nàng chính mình đều ghét bỏ Giặt sạch nửa giờ Nàng mới không tình nguyện ra nhà ở Nếu không phải sợ buổi chiều bắt đầu làm việc đi chậm Nàng có thể tẩy một ngày tắm Mã Thải Lan mới vừa đi đến cái bàn trước trên người xú vị đi theo cũng cùng nhau đi qua, từ Xuân Minh đang ăn cơm tức khắc không thơm, tam hạ hai hạ liền đem đồ ăn cấp ăn xong rồi, xoay người trở về nhà ở, trước khi đi còn không quên nói, ngươi gần nhất đi hậu viện ngủ đi, ngươi này một thân xú vị, huân đến ta ngủ không được. Mã Thải Lan buồn đầu lên tiếng, trong lòng thẳng kêu khổ, Lưu Lan Hoa nhìn mắt bà bà hảo tâm khuyên, mẹ, bằng không ngươi đi đội trưởng gia một chuyến đi, này heo lều sống liền tính trương đại gia bị bệnh, kia cũng không tới phi ngươi a à. có phải hay không đội trưởng còn xin khí ngươi lần trước làm mai sự bằng không ngươi đi nói lời xin lỗi đi ta xem trương đại gia này bệnh một chút một lát hảo không được chính là ngươi nếu là vẫn luôn đều ở heo oa sản phân kia về sau chúng ta cả nhà tất cả đều là xú vị từ đại chúc tiếp thanh nói mã thải lan vẻ mặt đau khổ bay nhanh đang ăn cơm tính toán đi đội trưởng gia một chuyến cơm trưa ăn xong nàng một thắc không dám chậm trễ ăn được liền chạy nhanh đi phòng bếp xách một rổ trứng gà liền chạy tới đội trưởng gia mã thải lan đi thời điểm từ kiến quốc toàn gia mới vừa cơm nước xong giải quyết từ tú lan hôn sự bọn họ một nhà nhưng xem như không gì tâm sự một đám đều là hỷ khí dương dương thực đội trưởng ca tẩu tử các ngươi đều ở nhà đâu mã thải lan vào cửa vẽ mặt lấy lòng tôn hồng nhìn đến nàng tới sắc mặt tức khắc phai nhạt đi xuống từ kiến quốc nhưng thật ra bình đạm lên tiếng ngươi tới có việc sao Công Hồng cấp mấy cái hài tử đưa mắt ra hiệu, từ Khánh Hòa từ quân liền mang theo Thê Nhi về phòng đi, từ Tú Lan cũng thu thập chén đổ đi phòng bếp, Mã Thải Lan gặp người đều đi rồi, lập tức khóc sức mướt hô, đội trưởng ca, ta không nghĩ lại heo lều bắt đầu làm việc, ngươi cho ta đổi cái công tác đi, kia địa phương thối hoắc, Xuân Minh hiện tại đều ghét bỏ ta xuống, không cho ta về phòng tử ngủ. Công Hồng nhìn Mã Thải Lan đáng thương hề hề bộ dáng, nhìn xuống muốn cười xúc động, ngươi không nghĩ ở đâu vậy ngươi muốn đi nào mã thải lan đồng chí chúng ta công tác đều là phân phối tốt nếu là ngươi không nghĩ đi liền không đi khi chúng ta đội còn có cái gì kỷ luật từ kiến quốc sụ mặt nói mã thải lan tiếng khóc đột nhiên im bặt đội trưởng ngươi có phải hay không vẫn là bởi vì cấp tú lan làm mai sự giận ta ta thật đúng là oan uổng a à. ta cũng không biết tôn hào kia tiểu tử là cái dạng gì cũng là ta nhà mẹ để thân thích nói hắn hảo ta mới nói cho các ngươi hơn nữa ta cũng không biết tú lan cùng hiếu nhân sự a nàng hiện tại hối a sớm biết rằng liền mặc kệ những việc này dù sau nay cái nàng quyết định đội trưởng không cho nàng đổi sống nàng liền ăn vạ không đi rồi mã thải lan đem rổ phóng tới trên bàn trực tiếp chơi xấu ngồi ở trên mặt đất vuốt nước mắt khóc lóc kể lễ lên đội trưởng ngươi cũng không thể lấy quyền mưu tư a ta này đều biết sai rồi ngươi liền tha thứ ta đi kia heo qua sống ta thật sự làm không nổi nữa lại tiếp tục ta nam nhân liền không cần ta, ngươi tổng không thể nhìn chúng ta cả gia đình tan đi. Từ kiến quốc nghe xong lời này, ngọn lửa tăng tăng hướng lên trên trướng, hắn ghét nhất người khác uy hiếp hắn. Nếu là Mã Thải Lan cho hắn nói lời xin lỗi việc này nói không chừng liền đi qua, nhưng Mã Thải Lan một hai phải uy hiếp hắn. Mã Thải Lan, ngươi đây là công nhiên cãi lời đội thượng mệnh lệnh, ngươi nếu là còn chấp mê bất ngộ, ta liền đem ngươi đưa đến trong thị trấn, làm bên trên tới giáo dục ngươi từ kiến quốc hắc mặt nói, cái này mã thải lan luống cúng, lập tức ngậm miệng lại, xin tha lên, đội trưởng ta sai rồi, ta tiếp thu đội thượng mệnh lệnh, ta đây liền đi bắt đầu làm việc. Đi bên trên tiếp thu giáo dục, nàng bất tử cũng muốn lột da, nàng cũng không dám, mã thải lan từ trên mặt đất bò lên, đứng dậy liền phải rời đi, công hồng lập tức hô, màu lan, ngươi rổ cấp lấy đi. Mã Thải Lan ngừng bước chân, xoay người tiếp nhận rổ, lúc này mới thở phì phì rời đi. Trở về thời điểm Mã Thải Lan vừa vặn đụng phải Tô Hoa, nàng vẽ mặt kinh ngạc, đại hoa, ngươi sao tại đây a à? Tô Hoa bị Mã Thải Lan thanh âm hoảng sợ, che lại ngực vẽ mặt nghĩ mà sợ, tẩu tử, ngươi đi đường sao không cái thanh âm, làm ta sợ muốn chết, ngươi đây là đi đâu? Mã Thải Lan rủ đầu buồn bã yếu xìu, ta đi đội trưởng gia, nghĩ cầu cái tình đem ta đổi thành mặt khác công tác, chính là đội trưởng không đồng ý. Tô Hoa thở dài, an ủi nói, tẩu tử ngươi cũng đừng nóng giận chúng ta chỉ là cái tiểu dân chúng đội trưởng là người nào a à, chúng ta đắc tội hắn khẳng định không ngày lành quá